Các bạn đang nghe truyện trận vấn trường sinh trên kênh TV Audio CV. Chương 1782, Quỷ ảnh, 4. Đồ tiên sinh lập tức lắc đầu nói, không có khả năng, đạo của người kia, cho dù đáng sợ lại quỷ quyệt, tay của hắn cũng tuyệt đối không có khả năng duỗi dài như vậy, huống chi, còn ở dưới mí mắt thần chủ. Không có khả năng, đồ tiên sinh lẩm bẩm nói. Trong bóng tối, có nhân quả lưu động, đồ tiên sinh liền ném nghi kỵ này ra sau đầu, quên mất. Chỉ là, hắn cũng chưa từng ý thức được, mình là chủ động quên mất, hay là bị ép quên mất càng học châu giới, các phương mạch nước ngầm phun trào. Ngày tháng của mặt họa ngược lại bình thản Hắn mỗi ngày đốt hương an thần, quan tưởng, thái hư đồ, tung lão tiên sinh cho hắn. Mặt họa cũng không biết bức tranh này tên gọi là gì, liền phát huy sở trường của mình, vì tiện lấy một cái. Quan tưởng thái hư đồ, tẩy luyện đạo tâm. Ngoài ra, đi học, tu hành, học trận pháp, vẫn trước sau như một qua mấy ngày trong thức hải lưu lại một ít tà túy dục niệm hỗn độn liền bị tinh lọc đến không sai biệt lắm mặt họa lại rút chút thời gian củng cố thức hải cứ như vậy cảnh giới thần thức của hắn cũng coi như triệt để ổn định lại thập cửu văn mặt họa trong lòng vui rạo rực thần thức của tu sĩ cảnh giới trúc cơ bình thường mà nói mạnh nhất cũng chính là tiêu chuẩn này các sư huynh cao hơn hắn một lần hiện tại cũng không mạnh bằng thần thức của hắn ngay cả một số đệ tử nội môn trúc cơ đỉnh phong nếu không học trận pháp không đi con đường thần thức thần thức cũng không bằng ta mặc họa rất hài lòng hơn nữa tuy rằng tu vi của hắn không tăng trưởng nhưng nhờ vào thần thức liên tục phá hai cảnh giới thần niệm tiến thêm một bước cường đại hầu hết thủ đoạn tu đạo của hắn bao gồm trận pháp pháp thuật thậm chí thần niệm hóa kiếm thô thiển cũng đều có tiến bộ rõ rệt chỉ có điều vừa nghĩ tới thần niệm hóa kiếm, mặt họa lại hơi nhíu mày. Thần niệm của hắn hóa kiếm là tàn tật. Chỉ có thể dùng trong thế giới thần niệm, bao gồm cả quan tưởng đồ, huyễn cảnh, mộng cảnh hoặc ác mộng. Hiện thực không dùng được. Nhưng, thái hư thần niệm hóa kiếm chân quyết, chính thống, hẳn là không phải như vậy mặt họa lại nghĩ tới vị kiếm tu tiền bối kia của làng trà nhỏ. Thần niệm của vị tiền bối kia hóa kiếm, là có thể dùng ở trong hiện thực lấy kiếm quyết làm chỗ dựa thông qua thần niệm phóng ra ngoài ngưng tụ thành kiếm ý hợp nhất với kiếm khí có thể chém yêu ma huyết nhục cũng có thể chém quỷ mị tà túy nhưng bản thân ta không được mặc họa đã thử rất nhiều lần vô luận thử như thế nào cũng không được tu sĩ trúc cơ kỳ thần niệm đích xác có thể phóng ra ngoài nhưng loại phóng ra ngoài này chỉ có thể bị động đi cảm giác nhưng lại không thể chủ động công phạt nhiều lắm là chủ động, ngự vật. Nhưng bản thân ngự vật cũng không phải dựa vào thần niệm sát phạt, mà là dựa vào thần niệm ngự vật, thí dụ như linh kiếm, hoặc các loại linh khí khác để tiến hành công phòng. Mặt họa thở dài. Rốt cuộc như thế nào mới có thể học được, thần niệm ngự kiếm, chân chính, là thần thức của ta, còn chưa đủ mạnh. Mặt họa ngẩn ra, hắn đột nhiên nhớ lại, thật lâu trước kia, Hoàng Sơn Quân tự hồ hoàn toàn chính xác nói qua, thần niệm ngự kiếm yêu cầu ít nhất cũng là kim đan, hơn nhị thập văn hơn nữa, kim đan cũng chưa chắc có thể tu ra dù sao thần niệm hóa kiếm, là kiếm khí hóa sinh kiếm ý, kiếm ý hiển hóa ra kiếm khí, mà không phải đơn thuần, lấy thần niệm hiển hóa kiếm khí mặc họa gãi. Đầu Nhị thập văn, thần thức kim đan, vậy không biết phải đến ngày tháng năm nào. Thần thức chứng đạo đều biết, đột phá đại cảnh giới nhất văn thần thức, cần lượng thần thức là cực kỳ khủng bố. Thần thức từ cửu văn đến thập văn, hắn đã được ma luyện rất lâu từ thập thất văn đến nhị thập văn thì càng không cần phải nói chênh lệch giữa chúng đoán chừng rộng như biển mặt họa lại thầm nghĩ thần thức của ta đặc thù không nhất định phải là nhị thập văn thập cửu văn lên lúc mạnh hơn chút nữa thử xem nhưng chuyện này lại có một vấn đề khác thập cửu văn hướng lên trên còn đột phá thế nào bây giờ ta có thể tới thập cửu văn trình độ nhất định cũng có thể nói là ta vận khí tốt đồ tiên sinh ở trong vạn yêu cốc không biết đã nuôi bao lâu trữ một lượng lớn yêu ma, kết quả hời cho ta, bị ta một hơi nuốt mất. Luyện hóa nhiều tà ma như vậy, lúc này mới cho thiên đạo phong ấn ăn no, khiến thần thức của ta đột phá thập bát văn, lại thừa thế xông lên, đột phá đến thập cửu văn. Nhưng vạn yêu cốc chỉ có một. Đồ tiên sinh cho dù thần thông quảng đại, cũng không thể ở trong càng học châu giới, nuôi ra, yêu túy chi địa, thứ hai. Nếu như vậy, ta cũng chỉ có thể rời khỏi châu giới nhưng ta còn bị cấm túc mặt họa tâm tư khẽ động. Nếu không có thời gian, ta tìm tuân lão tiên sinh hỏi một chút, có thể giải cấm túc của ta hay không, tìm cái cớ gì đây, mặt họa có chút khó khăn. Ngay khi anh đang do dự không biết nên tìm lý do gì để thuyết phục tuân lão tiên sinh, tuân lão tiên sinh lại tìm được anh trước. Đây là trận đồ thập bát văn. Tuân lão tiên sinh đưa một sách trận đồ dày bao hàm một ít trận pháp ngũ hành bát quái đưa cho mặt họa, dặn dò, tuy nói ngươi bây giờ, thần thức đã thập cửu văn, nhưng trận pháp vẫn phải học từng bước một, bắt đầu từ thập bát văn trước, học được vững chắc, lại học thập cửu văn, không thể mơ tưởng xa vời. Vâng, lão tiên sinh. Mặt họa cung kính nói. Tuân lão tiên sinh nhìn thoáng qua mặt họa, đột nhiên hỏi, thần thức của ngươi, còn có thể mạnh hơn một chút không? Mặt họa ngây ngẩn cả người. Thập cửu văn, còn chưa đủ mạnh sao? Ngài nói là, nhị thập văn sao? Mặt họa nhỏ giọng nói. Phương lão tiên sinh tức giận nói làm sao có thể có nhị thập văn chứ, cơ duyên của ngươi có tốt đến đâu, thiên phú có nghịch thiên đến đâu thì cảnh giới trúc cơ cũng không đến được nhị thập văn. Trúc cơ trung kỳ có được thần thức trúc cơ hậu kỳ, có được thần thức kim đan cảnh với cảnh giới trúc cơ, đó có thể là một khái niệm sao, giữa trúc cơ đến kim đan, cách một đạo đại khảm. Bất kể tu vi hay thần thức đều như vậy. À, mặc họa gật đầu nói. Tung lão tiên sinh nhìn mặt họa, ánh mắt lộ ra một tia mong mỏi mịt mờ, mạnh hơn một chút so với hiện tại là tốt rồi. Mạnh hơn một chút mới càng bảo đảm. Chuyện liên quan đến tiền đồ tông môn, càng bảo hiểm càng tốt. Mạnh hơn một chút. Mặt họa nhãn tình sáng lên, cực đầu nói, được, sau đó mặt họa làm khó, nhỏ giọng nói, nhưng ở châu giới càng học, đoán chừng không được, cần phải ra ngoài, tìm một ít cơ duyên, trải qua một chút ma luyện hắn không nói, cơ duyên, này là cái gì, ma luyện, là cái gì. Tuân lão tiên sinh cũng không hỏi, ông chỉ dùng ánh mắt ý vị sâu xa nhìn thoáng qua mặt họa, gật đầu nói, được, ta không câu nệ ngươi nữa, qua năm sau, ngươi chạy khắp nơi đi. Ông ngược lại muốn nhìn, buông tay buông chân, mặt họa đứa nhỏ này, có thể, ma luyện, thần thức đến mức nào tuân lão tiên sinh chính thức giải cấm túc cho mặt họa. Mặt họa được tự do. Hắn không cần phải bị giam giữ trong châu giới càng học nữa, mỗi ngày chơi với đám, tiểu sư đệ, trong môn, từ nay cá vào biển, Tiểu lão hổ về rừng, trời cao biển rộng, lại là một cục diện khác. Trên mặt mặt họa tràn đầy nụ cười không kìm nén được. Cảm ơn lão tiên sinh, tung lão tiên sinh thấy bộ dáng vui vẻ nở hoa này của hắn, nhưng không được lắc đầu, dặn dò cẩn thận một chút, còn nữa, trận pháp tuyệt đối đừng lười biến. Ưm ừ, ưm, lão tiên sinh ngài yên tâm, mặt họa liên tục gật đầu cam đoan nói. Sau khi từ biệt tung lão tiên sinh, mặt họa trở lại đệ tử cư, trong lòng vẫn có chút vui sướng rốt cuộc có thể đi ra ngoài bị giam giữ ở châu giới càng học quá lâu hắn đã sắp quên bên ngoài là dạng gì hiện tại khó có thể đi ra ngoài hắn phải lên kế hoạch thật tốt một chút mặc họa yên lặng tính toán trong lòng đầu tiên vẫn là phải nghĩ biện pháp tăng cường thần thức một chút mặc dù thần thức của hắn có khoảng chừng thập cửu văn đã rất mạnh nhưng hiển nhiên cường độ này còn xa xa không đủ nếu muốn thần thức chứng đạo thần thức tự nhiên càng mạnh càng tốt thần thức mạnh hắn mới có thể đi học những trận pháp cao thâm hơn hơn nữa đây cũng là ý của tuân lão tiên sinh lúc tuân lão tiên sinh nói lời này thần sắc có chút ngưng trọng trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong đoán chừng là có đại sự gì đó tuân lão tiên sinh tuy nghiêm khắc nhưng lòng dạ chính trực chuyện lớn hắn lo lắng hẳn là còn có liên quan với tông môn mình là đệ tử thái hư môn cho tới nay cũng được lão tiên sinh chiếu cố quá nhiều thậm chí có đôi khi chính mặt họa cũng cảm thấy tôn lão tiên sinh có chút thiên vị hắn ân tình nhỏ giọt đương dũng tuyền tương báo đây là từ nhỏ mẫu thân đã nói với mình mặt họa gật đầu nếu tôn lão tiên sinh hy vọng thần thức của mình có thể mạnh hơn một chút vậy mình phải cố gắng một chút tranh thủ mạnh hơn một chút như vậy không thể phụ lòng chờ mong của tôn lão tiên sinh mà có thể trong thời gian ngắn biện pháp có thể khiến thần thức mạnh hơn một chút dường như chỉ có thể đi tìm tế đàn gọi món rồi tế đàn của tà thần mặc họa yên lặng suy nghĩ hiện tại điều duy nhất hắn biết manh mối duy nhất liên quan đến tế đàn chính là thủy diêm la hung thủ gây ra vụ án diệt môn ở thủy trại vu gia cũng chính là ma đầu sau khi hỏa phật đà biến mất trên danh sách uống máu thủy diêm la tà thần truyền đạo máu tanh tà nhẫn tất nhiên sẽ đi kèm với tàn sát trắng trợn, thậm chí là thảm kịch diệt môn. Diệt môn, tất có tế đàn. Vị trí tế đàn này, Thủy Diêm La chắc chắn biết. Mặt họa lặng lẽ nói trong lòng, không thể để cho tà thần tiếp tục lan tràn như vậy. Cũng không thể để cho nanh vuốt của chúng tiếp tục làm sát kẻ vô tội. Bằng không xung quanh châu giới càng học, không biết bao nhiêu tu sĩ sẽ bị độc thủ của chúng hắn là một trong tám đại môn của càng học châu giới, đệ tử Thái Hư Môn, là tu sĩ chính đạo đường đường chính chính, tự nhiên phải trảm yêu trừ ma, trừ bỏ tai họa. Đương nhiên, mình làm chuyện vất vả như vậy. Sau đó gọi món, món ăn, thao bản thân một chút, cũng là chuyện đương nhiên, mặt họa lẽ ra phải mạnh mẽ gật đầu. Diệt trừ nanh vuốt tà thần, phá hủy tế đàn, nút lấy tà ma, tẩm bổ thần thức. Thần thức mạnh hơn một chút nữa, lại thử học thần niệm chân chính hóa kiếm, xem kiếm ý có thể phóng ra ngoài hay không còn có, Ớt thời giờ phải đi gặp lão bằng hữu hoàng sơn quân vừa nghĩ tới hoàng sơn quân mặt họa không khỏi thở dài đã lâu không có đi thăm hắn cũng không biết hoàng sơn quân nhớ ta chưa hắn là một sơn thần nghèo túng ở tại miếu đổ nát đỉnh đầu dột mưa vách tường hở gió cả ngày ăn màn thầu thiêu uống nước không có nguồn cũng không có hương khói cung phụng cuộc sống thật sự thê lương mặt họa cảm thán trong lòng ai có lòng tốt giống như ta không có việc gì liền muốn đi gặp hắn trước đó bị cấm túc không có cách nào hiện tại đã giải cấm tự nhiên phải đi bái phỏng bằng hữu cũ thuận tiện hỏi hắn một chút manh mối thần niệm hóa kiếm khác còn có đã trải qua một số việc mặc họa đối với học vấn trên thần đạo có thêm chút tâm đắc cùng lĩnh hội cũng muốn đi tìm sơn thần hoàng sơn quân này chứng thực nhưng bây giờ không rảnh chờ hết năm mặc họa trong lòng quyết định nói trong lúc bất tri bất giác một năm lại sắp qua đi mười ngày sau chính là ngày tết và đến cuối năm tự nhiên mà vậy lại phải khảo hạch tông môn trước khi mặc họa đến hắn đã ở trong vạn yêu cốc rất lâu yêu ma ăn nhiều thần thức ra chút đường rẻ nhỏ lại ở đang thất tu dưỡng vài ngày trước trước sau sau tầm 10 ngày giữa đồng môn với nhau ngược lại còn dễ lừa gạt mặc họa liền dùng cớ tuân lão tiên sinh dạy hắn nói mình phụng mệnh lệnh trưởng lão đi ra ngoài vẽ trận pháp loại chuyện này trước đó không phải là không có. Mỗi lần hắn xin nghỉ gần như đều là lý do này. Trình mặt, tư đồ kiếm cũng không hoài nghi, chỉ cảm thán tiểu sư huynh này của bọn họ, địa vị ở tông môn thật sự không tầm thường. Trưởng lão lại có thể cho phép hắn xin nghỉ hơn 10 ngày. Nhưng 10 ngày này, bài tập rốt cuộc đã rơi xuống không ít. Mặt họa không có cách, chỉ có thể ngày đêm không ngừng bổ sung bài tập. Thậm chí buổi tối ở trước đạo bia, cũng là đang ôn tập một ít chương trình học trên tu đạo. Rất nhanh đã đến khảo hạch tông môn. Sau khi thi xong, thành tích được công bố. Bi hoang giữa các đệ tử, mỗi người đều khác nhau. Mặt họa phí hết vất vả, cuối cùng bảo vệ thành tích, nhất giáp lục bính, của mình. Những ngày qua, nếu hắn hơi lười biếng một chút, những bài tập luyện khí luyện đan này, ngay cả bính cũng chưa chắc giữ được. Cũng may, cố gắng vẫn có hồi báo. Về phần, giáp, trên trận pháp thì không cần phải nói. Với trình độ trận pháp hiện tại của hắn, trận pháp trong tông môn, đừng nói chỉ rơi xuống vài ngày, cho dù rơi xuống vài năm, hắn cũng có thể được, giáp. Cứ như vậy, một năm lại lăn lộn qua. Tông môn cũng nghỉ ngơi. Đường núi xa xôi, mặc họa một thân một mình, vẫn không thể về nhà thăm hỏi cha mẹ, không thể cùng đón năm mới với láng giềng và đồng bọn thông tiên thành, nhưng có thể đi cố gia ăn cơm tất niên dù sao cố gia vốn là nhiều người, thêm hắn một người, thiếu hắn một người, đều không có ảnh hưởng. Sức ăn của thân thể hắn cũng không lớn như thần niệm, cũng, ăn, không nghèo cố gia. Mấy ngày sau, mặt họa thu dọn đồ đạc, sau khi cáo biệt tuân lão tiên sinh, liền cùng Du Nhi lên đường, đi tới cố gia ở thành Thanh Châu. Du Nhi vui vẻ không chịu được. Về nhà thôi, hắn giang hai cánh tay ra, giống như một con chim nhỏ, chạy tới chạy lui trên đường trên cổ của hắn buộc một cái ngọc bội là mặt họa tặng hắn bên trong ngọc bội vẽ thần tỏa trận pháp mới học của mặt họa là vật ít tà chân chính những ngày qua không có tà ma quấy rối du nhi gần như sẽ không gặp ác mộng hơn nữa còn có ngọc bội mà mặt họa tặng du nhi càng an tâm ăn ngon ngủ kỹ tinh thần tốt còn mỗi ngày đi theo mặt họa học trận pháp cả người đều tràn đầy sinh khí đến cả con mắt cũng lập lòe lên càng nhìn càng thấy linh động hoạt bát. Đoàn người tiến vào thành Thanh Châu, đến cố gia. Văn nhân tiêu vừa thấy bộ dáng này của Du Nhi, trong lòng an ủi không thôi, lúc này liền cười chào hỏi mặt họa nói, ngươi cứ coi đây là nhà mình, muốn ăn cái gì, muốn chơi cái gì, nói thẳng là được, tuyệt đối không được khách khí. Mặt họa cười tủm tỉm nói, cảm ơn dì Văn. Hắn cũng không khách khí. Trước đó suốt ngày ngâm mình ở luyện yêu sơn săn dết yêu thú, về sau vào vạn yêu cốc, Giao tiếp với yêu tu hung tàn, trở về tông môn, lại phải ôn tập bài tập chuẩn bị kiểm tra, vẫn luôn bận rộn. Hiếm khi được nghỉ đông, Mạc Họa liền quyết định kết hợp lao động và nghỉ ngơi, phá lệ thả lỏng một chút. Hắn liền dẫn Du Nhi đi chơi một ngày ở Thanh Châu thành, nơi đèn lồng rực rỡ, náo nhiệt vui vẻ, các phường thị đông đúc, nhộn nhịp vô cùng. Đến tối, hắn còn dẫn Du Nhi làm một chiếc ngư long đăng. Đèn do các tu sĩ của nhà họ Cố giúp làm, mặt họa phụ trách vẽ trận pháp đồng thời chỉ huy ghi chép về chiếc ngư long đăng này là hắn vô tình tìm thấy trong sổ nhật ký của thái hư môn trong nhật ký có ghi lại cách làm ngư long đăng cùng với một bộ trận pháp tương ứng tên là ngư long minh hỏa trận mặt họa tự tay vẽ phần lớn trận pháp nhưng một số trận văn nhỏ là do du nhi vẽ hắn học vẽ trận pháp với mặt họa giờ đã có thể vẽ được năm sáu đạo trận văn Du Nhi vẽ rất nghiêm túc, rất tập trung, cũng rất vui vẻ. Sau khi màn đêm buông xuống, Ngư Long Đăng đã được làm xong. Mặt họa thắp sáng trận pháp, nâng Ngư Long Đăng lên. Chiếc Ngư Long Đăng dài khoảng 3 trượng, toàn thân đỏ rực, vẽ đầy vảy cá và hoa văn rồng. Sau khi thắp sáng, trận pháp, Ngư Long Minh hỏa trận, bên trong được kích hoạt, nhiệt khí bốc lên, cả chiếc Ngư Long Đăng liền bay lên bầu trời đêm. Giống như một con cá chép đỏ đậm, hóa thành Du Long, bơi giữa trời đất tối đen không thấy năm ngón tay sáng lạng mà duy mỹ du nhi há to miệng ánh mắt sáng lấp lánh văn nhân tiêu được mời đến quan sát ở một bên thấy trong bầu trời đêm này một con ngư lông đỏ tươi sáng ngời trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh diễm du nhi tựa vào trong ngực văn nhân tiêu thanh âm thanh thúy nói mẫu thân con cũng vẽ trận pháp ở trên đó mặc dù đa số là do mặt ca ca vẽ nhưng con cũng đã hỗ trợ ánh mắt văn nhân tiêu vui mừng nhìn du nhi cười khen du nhi thật lợi hại du nhi càng vui vẻ hơn trên mặt cười hiếp mắt con mắt công thành hình trăng non sau khi đặt xong ngư long đăng thì đến dạ tiệc lần này tiệc tối không có người không thức thời đến quấy rầy khách và chủ đều vui vẻ vui vẻ hòa thuận mặt hòa ăn cũng rất vui vẻ quay hàm nhét đến phình lên nhưng sau khi ăn cơm xong ánh mắt của hắn vẫn nhìn quanh bốn phía một lát sau hắn nhỏ giọng hỏi văn nhân tiêu gì văn cố thúc thúc đâu sao không thấy người khác văn nhân tiêu thần sắc có chút vi diệu hắn đạo đình ti bên kia có thể có chút bận rộn không cần phải để ý tới hắn ngươi ăn nhiều một chút à mặt họa nhét một cái chân giò linh thú không biết là cái gì vào trong miệng cơm nước xong bụng mặt họa căng tròn hắn liền tản bộ tiêu thực ở hậu viện cố gia cố gia bây giờ ngoại trừ một ít nhà kho hậu trạch động phủ lão tổ và các cấm địa khác hắn cơ bản muốn đi đâu thì đi đó cũng không có người sẽ quản hắn thậm chí còn có không ít tu sĩ chủ động chào hỏi hắn. Còn có người sẽ dẫn đường cho hắn. Ven đường gặp một ít trưởng lão, cũng sẽ thiện ý gật đầu với mặt hòa, có trưởng lão còn tặng lễ vật cho hắn. Lễ nhỏ của ngày Tết, không tính là quý báu, tiểu hữu tuyệt đối không nên ghét bỏ. Lễ vật đúng là không quá quý báu. Đều là một ít con em gia tộc, phản lai xã giao lễ vật, nhưng chế tác tinh xảo, mười phần dụng tâm, mà lại muốn mua đoán chừng cũng không dễ mua mặt họa cảm thấy chính mình hẳn là không có mặt mũi lớn như vậy. Những trưởng lão này tặng lễ cho hắn, hẳn là xe mặt mũi của tuân lão tiên sinh. Nhưng loại lễ vật nhỏ này, nếu ta không cầm, chính là không cho bọn họ mặt mũi. Bởi vậy mặt họa ai đến cũng không cự tuyệt. Cùng lúc đó, cũng sẽ cười nói lời hữu ích, thí dụ như chúc nam tiền bối, tu đạo có thành tựu, sớm ngày vũ hóa, có động hư chi tư, trường sinh có hy vọng, vân vân hoặc là chút nữ tiền bối, dung nhan vĩnh trú, dáng vẻ đẹp như hoa, năm tháng vĩnh hằng, mọi thứ đều như thế. Hoa trương một đám trưởng lão cố gia vui vẻ ra mặt. Bởi vậy mặt họa tản bộ một vòng, liền cất đầy toàn bộ, tiểu lễ vật, trong túi trữ vật. Hắn tìm một chỗ yên tĩnh, lật xem từng cái, những lễ vật nhỏ này đều là những thứ gì, có đồ vật gì thú vị hay không. Lật lật, Bên tai vang lên một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, ngươi đến cố gia chúng ta ăn cướp rồi. Mặt họa ngẩng đầu, liền nhìn thấy cố trường hoài dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ, nhưng vẻ mặt không vui, giống như là người khác thiếu tiền hắn. Cố thúc thúc, mặt họa giống như kẻ trộm, theo bản năng muốn thu túi trữ vật lại. Nhưng thu được một nửa, hắn mới phản ứng lại. Chính mình lo lắng cái gì? Mặt họa vẻ mặt đắc ý nói, đây là lễ vật ngày Tết các trưởng lão cố gia tự tay tặng cho ta, thịnh tình không thể chối từ, ta mới nhận lấy, cố trường hoài nghe vậy, cái tráng nhịn không được nhảy một cái. Tên tiểu quỷ mặt họa này, ở cố gia lăn lộn càng ngày càng tốt. Thậm chí còn sống tốt hơn cả chính mình là dòng chính cố gia. Chí ít ngày lễ ngày Tết, còn chưa từng có nhiều trưởng lão như vậy, đưa cho mình nhiều, lễ vật, như vậy. Tâm tình cố trường hoài nhất thời trở nên phức tạp. Mặt họa mặc kệ hắn, mà là tự mình lật xem, lễ vật nhỏ, của mình, lật một hồi hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nghi hoặc hỏi cố thúc thúc ngươi trở về từ khi nào vậy cái gì trở về ta lại không ra ngoài cố trường hoài nói không đi ra ngoài mặt họa ngẩng ra vậy tại sao không thấy ngươi ở bữa tiệc tối không có khẩu vị cố trường hoài vẻ mặt không vui mặt họa hồ nghi nhìn hắn nhịn không được thở dài cố thúc thúc không phải ta nói ngươi ngươi đã lớn tuổi như vậy tu vi cũng đã kim đan sao còn giống như tiểu hài tử, tính tình cùng trong nhà cố trường hoài nghe mà nghiến răng, tức giận xoa xoa đầu mặt họa. Một tiểu thí hài mười mấy tuổi như ngươi, biết cái gì, mặt họa che trán vuốt tóc, nhỏ giọng nói thầm cái gì mười mấy, qua hết năm ta liền hai mươi, cố trường hoài cười lạnh, ta hơn hai trăm tuổi. Cho nên nói, ngươi đã hơn hai trăm tuổi, có thể giống như ta thành thục một chút hay không, mặt họa nghiêm trang nói. Cố trường hoài chán nản. Nếu không phải thể chất mặt họa quá yếu, lại không có luyện thể, hắn thế nào cũng phải lấy, luận bàn, làm tên, đánh hắn một trận là không được. Hiện tại đánh không được, mắng không được, còn có biểu tỷ che chở hắn. Một đám trưởng lão cố gia cũng nhún nhường với hắn. Mặt cố trường hoài tối sầm lại, phất ống tay áo rồi nói, tự ngươi ở đây chơi đi, ta đi trước. Không thể treo vào, ta còn không trốn được sao, cố trường hoài xoay người muốn đi, lúc này mặt họa mới nhớ tới cái gì, vội vàng hô, cố thúc thúc, ta còn có chính sự muốn nói với ngươi đây chính sự cố trường hoài dừng bước khẽ nhíu mày chính sự gì mặt họa nhìn xung quanh một chút thấy không có ai khác liền vẫy vẫy tay với cố trường hoài cố trường hoài đứng bất động nửa ngày sau mới không tình nguyện đi đến bên cạnh mặt họa ngồi xuống hai người ngồi song song trên bậc thang mặt họa nhỏ giọng nói là chuyện thủy trại vu gia ánh mắt cố trường hoài ngưng lại mặt họa nói vụ án này đã kéo dài rất lâu rồi nhỉ bên đạo đình ti có tiến triển gì không đây là chuyện của đạo đình ti ngươi đừng hỏi nhiều cố trường hoài nói câu trả lời này của cố trường hoài nằm trong dự liệu của mặc họa cố thúc thúc này có đôi khi tương đối già mồm ngươi hỏi hắn hắn trước tiên che che lấp lấp không nhất định nguyện ý nói cho ngươi tính cách này già phiền phức rồi mặc họa lại nói vậy thủy diêm la thì sao đây cũng là đạo đình ti cái này không phải mặc họa nói thủy diêm la là tên hắn lấy được khi tính toán nhân quả từ trên danh sách uống máu kia hắn có thể khẳng định thủy diêm la này khẳng định có liên quan đến chuyện thủy trại vu gia diệt môn nhưng trước mắt bên ngoài hai bên không có liên quan rõ ràng điều này cũng không nằm trong phạm vi kiểm tra của đạo đình ti cố trường hoài trì trệ bất đắc dĩ nói chuyện thủy diêm la ta chỉ có thể nói một chút ừm ừm. Mặt họa gật đầu. Cố trường hoài nghĩ nghĩ, liền chậm rãi nói nửa năm qua, bên ngoài càng học châu giới, một ít châu giới nhỏ xác thực xuất hiện nhân vật Thủy Diêm La này. Nhưng Thủy Diêm La này cũng ẩn nấp hành tung, không biết dung mạo lai lịch của hắn. Nhưng có một ít manh mối, cố trường hoài cao mày nói, có mấy vụ án giết người, người chết bị pháp thuật thủy hệ không biết tên chết đuối, trước khi chết tựa như bị cực hình, lúc chết cũng bị xiềng xích nào đó trói buộc quỳ trên mặt đất, như tội nhân bị tội mà chết. Tình trạng chết này rất giống với những ngư tu bị diệt môn trong thủy trại vua gia. Theo như vậy, mấy vụ án mạng này rất có thể chính là do Thủy Diêm La kia hạ thủ, Cố Trường Hoài nói tới đây, thần sắc có chút ngưng trọng. Mặt họa nói, sau đó thì sao, không có sau đó. Mặt họa ngẩn ra, không có sau đó, Cố Trường Hoài thở dài, không qua tay ta, ta làm sao biết, sau đó, không qua tay ngươi. Mặt họa có chút không rõ, cố thúc thúc ngươi không phải là điển ti sao sắc mặt cố trường hoài khó coi đạo đình ti cũng không phải chỉ có một mình ta là điển ti mặt họa còn muốn nói cái gì bỗng nhiên sửng sốt hiểu rõ ra kinh ngạc nói cố thúc thúc ngươi bị cách chức rồi hả cố trường hoài đầu có chút đau hơi lúng túng nói không cách chức không phạm phải sai lầm gì lớn sao điển ti lại dễ cách chức như vậy a à, mặt họa ngầm hiểu vậy ngươi chính là bị tức đi rồi Cố Trường Hoài không muốn thừa nhận. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, Mạc Họa nói lại không sai. Mạc Họa gật đầu nói, có người không muốn ngươi đem vụ án này ra tiếp, hoặc là, đơn thuần là nhằm vào ngươi, không muốn ngươi ở đạo đình ti lăn lộn Cố Trường Hoài vẽ mặt lạnh như băng. Hiển nhiên Mạc Họa nói không sai. Mạc Họa thở dài, lại hỏi, không cho ngươi điều tra, vậy chuyện thủy trại vu gia giao cho ai điều tra, Cố Trường Hoài vừa định mở miệng, bỗng nhiên ý thức được, vòng tới vòng lui, vẫn là bị mặt họa vòng trở về. Đứa nhỏ này, cũng không biết đầu lớn như thế nào, nhiều vòng vèo như vậy. Nhưng việc đã đến nước này, Cố Trường Hoài cũng lười giấu giếm. Cố Trường Hoài liền nói, giao cho Tiếu Gia. Tiếu Gia. Mặt họa hỏi, cái tên, Tiếu Diện Hổ, kia, còn có, Hạo Thiên Khuyển, kia, Cố Trường Hoài tức giận nói, đừng tùy tiện đặt cho người ta ngoại hiệu, ừm ừm, mặt họa miệng đáp ứng, sau đó hỏi, tiếu gia tra ra cái gì rồi sao cố trường hoài nói không biết có thể là họ đã tra ra nhưng không lộ ra tin tức cho nên cố trường hoài không biết cũng có khả năng là tiếu gia xuất công không xuất lực cái gì cũng không điều tra ra dù sao vụ án này một khi chuyển đến trong tay tiếu gia cố trường hoài bên này tạm thời không nhúng tay được huống chi bây giờ hắn còn bị cất đi mặt họa thở dài manh mối đứt mất cố thúc thúc không nhúng tay vào được bên nhà họ tiêu ông ta càng không có cách nào đi tìm hiểu chỉ có thể nghĩ biện pháp khác mặt họa lại len lén nhìn cố trường hoài thầm nghĩ khó trách tâm tình cố thúc thúc không tốt cơm tối cũng không ăn cái này cũng không trách được ông ta có lẽ hắn ở trong đạo đình ti bị nhắm vào nhiều hơn chỉ là hắn không nói ra mà thôi cố thúc thúc vậy ngươi giải sầu một chút ta không quấy rầy ngươi mặt họa săn sóc nói lúc này phải một mình yên tĩnh mặt họa đứng dậy vừa định đi bỗng nhiên một đạo thanh âm trong trẻo vang lên trường hoài sao ngươi lại ở đây ta tìm ngươi tìm nửa ngày mặt họa ngẩng đầu nhìn lên phát hiện người tới là một nữ tu sĩ một thân hồng y khuôn mặt trắng nõn hẳn là cô mẫu của cố thúc thúc cố hồng trưởng lão cố hồng trưởng lão tự nhủ lần này ngươi đừng chạy cho ta đều lão đại không nhỏ qua hết năm liền đi xe mắt cho ta xe mắt mặt họa đang chuẩn bị rời đi sững sờ, lúc này lại yên lặng ngồi xuống, lặng lẽ vểnh tay lên. Cố trường hoài lập tức kết bỏ nhìn mặt họa một cái, không vui nói, không phải ngươi muốn đi sao? Còn không mau đi, ta đi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một hồi. Mặt họa vẽ mặt vô tội. Ngươi đổi chỗ khác nghỉ ngơi đi. Cố trường hoài nhíu mày. Ta đi không nổi, mặt họa đưa ánh mắt trong suốt thủy linh nhìn về phía cố hồng trưởng lão. Lúc này, Cố hồng trưởng lão mềm lòng, trách cứ cố trường hoài đứa nhỏ này chỉ nghĩ một lát, ngại ngươi chuyện gì, ngươi cũng đuổi hắn đi. Tâm nhãn nhỏ như vậy, tính tình kém như vậy, khó trách lớn như vậy, còn không cưới được đạo lữ. Trách cứ xong, cố hồng trưởng lão lại cười nói với mặt họa đừng để ý tới cố thúc thúc ngươi, hắn chính là đức hạnh này, ngươi cứ sống sờ sờ ở đâu, muốn đợi ở đâu thì đợi ở đó, ta xem ai dám đuổi ngươi, mặt họa cười tủm tỉm nói, cảm ơn cố hồng trưởng lão. Cố trường hoài không chịu nổi, đứng lên nói, được, vậy ta đi. Nhưng hắn vừa đứng dậy, đã bị cố hồng trưởng lão đè lại một cái tát, ngươi chạy đi đâu? Ta còn chưa nói hết đâu. Cố trường hoài không thể nhúc nhích. Mặt họa nhìn mà có chút hả hê. Cố hồng trưởng lão nói, trước kia ta thúc giục ngươi, ngươi luôn nói đạo đình ti bên kia bận, ta cũng không tiện quá dài dòng. Nhưng hiện tại ta nghe trưởng ti đạo đình ti của các ngươi nói, cố trường hoài nhíu mày, cô mẫu, người còn biết trưởng ti của chúng ta, nói nhảm. Cố hồng trưởng lão nói, đạo lữ của tiểu nhi tự hắn, chính là nhờ ta giới thiệu, sau khi chuyện thành công, hắn còn tự mình tới cửa hướng ta nói lời cảm tạ, ta có thể không nhận ra sao, cố trường hoài không biết nói cái gì cho phải. Ngươi đừng ngắt lời. Cố hồng trưởng lão lại nói, ta nói đến đâu rồi, Mặc họa nhỏ giọng nhắc nhở, trưởng ti đạo đình ti nói cố hồng trưởng lão nhớ ra rồi, đúng, trưởng ti đạo đình ti của các ngươi, vụn trộm nói với ta nói ngươi làm việc có chút không phân nặng nhẹ không biết đắc tội người nào có người tựa như âm thầm bố cục muốn nhằm vào ngươi hắn mò không rõ hư thật liền chèn ép ngươi một trận không để ngươi xử lý vụ án nói đến đây cố hồng trưởng lão thở dài làm việc ở đạo đình ti tất sẽ không thuận buồn xuôi gió khởi khởi trầm trầm cũng đều là chuyện thường không cần bởi vì nhất thời ngăn trở mà chú ý hơn nữa chuyện này nói ra cũng là chuyện tốt cố hồng trưởng lão ánh mắt sáng ngời Nhìn trầm trầm cố trường hoài, thừa dịp ngươi bây giờ rảnh rỗi, nhanh chóng đi xe mắt đi, cố trường hoài đau đầu không thôi, trầm mặt không nói. Đứa nhỏ này, sao ngươi lại không thông suốt, cố hồng trưởng lão lắc đầu, lấy ra một bức họa, nhét tới trước mặt cố trường hoài. Cố trường hoài vẽ mặt lạnh lùng, nhìn cũng không nhìn. Ngươi nhìn một chút. Cố hồng trưởng lão trừng mắt nói. Cố trường hoài lúc này mới gắn gượng liếc mắt nhìn một cái, nhưng cũng chỉ liếc mắt một cái liền khinh thường quay đầu đi. Mặt họa hiếu kỳ, cũng thò đầu qua, liếc qua. Cố hồng trưởng lão thấy cố trường hoài không thức thời, có chút tức giận, liền quay đầu hỏi mặt họa, thế nào, lớn lên đẹp mắt chứ, mặt họa cẩn thận quan sát một chút. Trên bức họa, đích xác là một nữ tử cực đẹp, dung mạo như hoa như ngọc, mặt như hoa đào, mày liễu công công. Đơn thuần về bề ngoài mà nói, cũng đích xác được cho là khuynh quốc khuynh thành. Nhưng mà trang điểm đậm, nhìn có chút yêu diễm hơn nữa ở trong mắt mặt họa cũng không đẹp mắt bằng tiểu sư tỷ mặt họa gật đầu đẹp mắt cố hồng trưởng lão mừng rỡ nở hoa vẫn là đứa nhỏ này có ánh mắt không giống cố thúc thúc của ngươi giống như một hòn đá mặt họa trầm ngâm một lát bỗng nhiên nhớ lại cái gì hỏi trưởng lão đây có phải là giáo tập nội môn như hoa như ngọc như thiên tiên mà trước đó người giới thiệu cho cố thúc thúc không cố hồng trưởng lão có chút ngoài ý muốn gật đầu nói ngươi lại còn nhớ rõ, không sai, chính là cô nương kia, sau đó ta lại cẩn thận nghe ngóng, nữ tử này tên là Hoa Như Ngọc, là cô nương dòng chính hoa gia của Bách Hoa Cốc, tuy rằng mạch này của các nàng lệch một chút, nhưng quả thật là dòng chính, huyết. Mạch không có vấn đề, nói xong cô lại có chút hận sắc không thành thép, trường hoài cái điển ti này, cả ngày chém chém giết giết, lại thêm tính tình thối tha này của hắn, những đích nữ thế gia huyết mạch thái chính thống, địa vị lại cao kia, tất nhiên không có khả năng gả cho hắn đây đã là lựa chọn tốt nhất ta có thể tìm tới, không cần lấy chồng xa, ngay tại càng học châu nội, còn là một trong thập nhị lưu bách hoa cốc. Một đạo đình ti điển ti, một nội môn giáo tập, tương lai nói không chừng người ta còn có thể lên làm nội môn trưởng lão, thật xứng đôi, đúng vậy, mặt họa gật đầu. Hơn nữa, tướng mạo cũng tốt, cố hồng trưởng lão lại nhấn mạnh một lần. Cố trường hoài thản nhiên nói, cô mẫu, không nên trong mặt mà bắt hình dong, biết người biết mặt không biết lòng, người lớn lên đẹp mắt, chưa chắc là thứ gì tốt Cố hồng trưởng lão chán nản Lập tức nói Vậy ngươi soi gương Nhìn bộ dáng của ngươi một chút Ngươi cũng không phải thứ gì tốt Cố trường hoài bị hỏi khó Cố hồng trưởng lão lại chỉ chỉ vào mặt họa Ngươi nhìn lại mặt họa một chút Một đứa bé túng tú như thuận cỡ nào Nó cũng không phải thứ tốt Cố trường hoài thầm nói Hắn vốn không phải là thứ tốt Vì cố hồng trưởng lão hận không thể véo lỗ tai của hắn Một người lớn như vậy Còn nói xấu tiểu hài tử Mặt Họa ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở, "Trưởng lão, chính sự quan trọng hơn, chuyện của ta không sao cả." Ngươi xem một chút, đứa nhỏ mặt Họa này rộng lượng bao nhiêu?" Cố Hồng trưởng lão lại nói một câu cố trường hoài, sau đó nhìn về phía mặt Họa, vẻ mặt ôn hòa, nhịn không được thở dài, "Ai, Trường Hoài nếu có thể có một nửa hiểu chuyện của ngươi, ta đã hài lòng rồi." Tuổi tác so với ngươi lớn hơn 10 lần, lại không bằng một phần 10 ngươi bớt lo. Mặt Họa kìm lòng không được gật đầu thần sắc cố trường hoài chết lặng, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc. Được rồi, thời gian không còn sớm, ta còn có việc. Cố hồng trưởng lão nhìn cố trường hoài, trong giọng nói mang theo chút ý cảnh cáo lần này ngươi không được qua loa với ta nữa, dù sao bên đạo đình ti, ngươi đã bị, tiếc không, bây giờ thời gian nhiều, năm sau theo ta cùng đi xem cô nương kia, ở chung cho tốt, nếu thích hợp, thì thành gia, ta cũng nhờ đó. Có cái có thể bàn giao thần sắc cố hồng trưởng lão bỗng nhiên có chút cô đơn, không đợi cố trường hoài nói cái gì, lại nói, còn nữa, ngươi không được, bắt nạt, mặt họa nữa, ngươi bày ra. Cái mặt thối với người khác, ta không nói gì, ngươi đối với đứa nhỏ mặt họa này cũng không có sắc mặt tốt, nói được sao? Nếu để cho ta biết, ta tuyệt không tha cho ngươi. Đúng vậy, đúng vậy. Mặt họa phụ họa nói. Cố hồng trưởng lão ăn nói rõ ràng, nói chuyện rất nhanh nhẹn. Một đống lời nói xong, lại lấy ra một hộp bánh ngọt, đưa cho mặt họa nói là đại gia tộc nào kết thân đưa tới bánh ngọt dùng nguyên liệu chú ý mười phần khó được để mặt họa nếm thử liền coi như là quà năm cảm ơn hồng trưởng lão mặt họa rất lễ phép nói lời cảm tạ cố hồng trưởng lão cười với mặt họa lại trừng mắt nhìn cố trường hoài một cái ý tứ đại khái là nhớ kỹ lời ta nói đừng quên sau đó liền xoay người rời đi trên bậc thang chỉ có cố trường hoài đang cầm bánh ngọt vẻ mặt vui mừng khuôn mặt âm trầm, vẻ mặt xui xẻo. Mặt họa nếm thử bánh ngọt. Rất thơm, rất mềm, rất mềm, nhưng lại có nhai, thanh ngọt cùng hương khí ở trong miệng hỗn hợp, tuy rằng không ngon bằng bánh ngọt mẫu thân làm, nhưng cũng đã ăn rất ngon. Sau khi ăn xong, mặt họa thở dài, nhìn cố trường hoài, cõi lòng đầy chờ mong nói, cố thúc thúc, khi nào ta mới có thể ăn bánh ngọt của người, khuôn mặt cố trường hoài lập tức đen như đáy nồi. Đứa nhỏ rất nát mặt họa này, có khi thật sự có thể làm người tức chết, lớn hơn vài tuổi, hiện tại càng làm người ta tức giận, ta đi đây, ngươi tự chơi đi. Cố trường hoài sụ mặt nói. Mặt họa lại nói, cố thúc thúc, người đừng vội ánh mắt hắn sáng lên, chúng ta là một giao dịch đi. Giao dịch gì? Cố trường hoài nhíu mày. Mặt họa lặng lẽ nói, ngươi vụng trộm thay ta tra, thủy diêm la, hồng trưởng lão bên kia liền giao cho ta ứng phó, đương nhiên, xe mắt ngươi vẫn là phải đi một chút, ta tuổi còn nhỏ, lại không thể thay ngươi xem mắt, cố trường hoài nhíu mày càng chặt hơn. Ngươi, mặt họa gật đầu, chỗ cố hồng trưởng lão, ta nói chuyện còn có tác dụng hơn lời ngươi nói. Mọi người hỗ trợ lẫn nhau. Sắc mặt cố trường hoài xanh mét, nhưng lại không thể không thừa nhận, mặt họa nói là sự thật. Bên cô mẫu, hắn thực sự không có cách nào. Mà đứa nhỏ mặt họa này, rất am hiểu hoa ngôn xảo ngữ, xưa nay ý đồ xấu cũng nhiều cố trường hoài thở dài, được rồi, mặt họa vương tay. Cố trường hoài sửng sốt một chút, sau đó hiểu ra, tuy có chút không tình nguyện, nhưng vẫn vương tay, nắm lấy mặt họa. Mặt họa cười tủm tỉm nói, thành giao, có đạo đình ti điển ti, cố trường hoài cố thúc thúc thay mình đi thăm dò thủy diêm la, dù thế nào cũng tốt hơn so với đệ tử tông môn là mình đi thăm dò, mặt họa an tâm. Về phần cố hồng trưởng lão ứng phó như thế nào, hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ. Hắn lại ở cố gia, vui vẻ chơi một ngày. Sau đó dì Văn muốn dẫn Du Nhi về thượng quan gia bái tổ, cố thúc thúc không thấy bóng dáng đâu, không biết đang bận điều tra Thủy Diêm La, hay là vội vàng tránh đi xe mắt. Mặt họa có chút nhàm chán, liền trở về Thái Hư Môn. Đến Thái Hư Môn, hắn vẫn tu hành như thường lệ, học trận pháp. Tuy nói luyện hóa tà ma tăng cường thần niệm, tới càng nhanh một ít, nhưng thông qua trận pháp ma luyện, mà tăng cường thần thức, lại càng thêm vững chắc. Bởi vậy cả hai đều không thể bỏ đi dưới tình huống không có tà ma để ăn, mặt họa cũng chỉ có thể tiếp tục thông qua loại, biện pháp ngốc nghếch, như vẽ trận pháp này để ma luyện thức hải, tinh tiến thần niệm. Huống chi, hắn bây giờ còn có học trận pháp thập bát văn. Mặt họa học trận pháp hai ngày, sơ bộ học được một bộ trận pháp bát quái thập bát văn, dành thời gian lại đi đăng thất một chuyến, tìm được mộ dung trưởng lão. Đây là lời dặn dò của mộ dung trưởng lão. Mộ dung trưởng lão sợ sau khi mặt họa từ vạn yêu cốc, thân thể không khỏe, chưa từng hoàn toàn khỏi hẳn, cho nên dặn dò mặt họa cách một đoạn thời gian, đi qua cho nàng kiểm tra lại một chút. Kiểm tra xong việc vận hành kinh mạch quanh người mặt họa, linh lực vận chuyển, cùng với trạng thái huyết khí, IM yếu ớt, mộ dung trưởng lão liền gật đầu. Không có gì đáng ngại, đang vừa có thể ngừng, còn có, Tết không nên ăn quá nhiều đồ, huyết khí người yếu, tiêu hóa không được, ăn bậy bạ, dễ dàng tổn thương tỳ vị. Mặt họa thoáng có chút xấu hổ mộ dung trưởng lão lại lấy ra một lọ đan dược, đưa cho mặt họa, ăn uống đi, ăn sau đi. Mặt họa tiếp nhận, hiếu kỳ mở bình ngọc ra, thấy bên trong đan dược xanh tươi ướt át, lộ ra mùi thơm cỏ cây, không khỏi hỏi, bây giờ có thể ăn không? Mộ dung trưởng lão khẽ giật mình, sau đó bật cười nói, được. Mặt họa liền lấy ra một viên, bỏ vào trong miệng, nếm thử hương vị. Có vị đắng, nhưng rất nhạt, càng nhiều hơn chính là mùi thơm của cỏ cây ngọt, còn có một cổ mùi thuốc đặc thù, sau khi ăn xong, chỉ cảm thấy huyết khí lưu chuyển đều nhanh một chút. Mặt họa cười nói, cảm ơn mộ dung trưởng lão, mộ dung trưởng lão vẻ mặt dịu dàng, khẽ gật đầu. Đúng vào lúc này, đôi mắt nàng hơi chuyển, thấy được một miếng ngọc bội trên cổ mặt họa. Đây là một miếng ngọc bội màu trắng nhạt, hình dáng đơn giản, chạm khắc cũng bình thường, bên trong mơ hồ có linh văn xanh biếc, không biết là ngọc chủng gì. Miếng ngọc bội này, mặt họa vẫn luôn đeo trên cổ mộ dung trưởng lão trước đó cũng đã gặp, nhưng cũng không lưu ý, nhưng lúc này trong lòng nàng lại hơi run. Ngọc bội này là ngọc bội, mặt họa ngẩn ra, cúi đầu nhìn nhìn, lúc này mới chợt hiểu. Đây là, ánh mắt mộ dung trưởng lão ngưng tụ, giọng nói có chút cổ quái. Đan ngọc, ừm. Mặt họa gật đầu, hỏi, mộ dung trưởng lão, ngài cũng biết đan ngọc, mặt họa nói ra miệng, lúc này mới ý thức được. Đa ngọc này là do luyện đan sư nhất phẩm phùng gia gia cho mình mà mộ dung trưởng lão là luyện đan sư tam phẩm, biết rõ đa ngọc là chuyện không thể bình thường hơn được. Mặt họa lại hỏi, ngọc này có vấn đề gì sao? Ánh mắt mộ dung trưởng lão lưu chuyển, lắc đầu, không có gì nhưng nàng chần chờ một lát, vẫn hỏi, ngươi không phải luyện đan sư, cũng không quá am hiểu luyện đan A, trên người tại sao có thể có đa ngọc, người khác tặng. Tặng, trong mắt mộ dung trưởng lão, có kinh ngạc rõ ràng. Ừm. Mặt họa nghĩ nghĩ, cũng không giấu giếm, mà là nói là lúc ta ở thông tiên thành một vị lão gia gia đức cao vọng trọng từ nhỏ nhìn ta lớn lên cứu người vô số tặng cho ta vị lão gia gia này mặc dù chỉ là đan sư nhất phẩm nhưng cả đời trị bệnh cứu người rất được người kính yêu đa ngọc này cũng là lúc lão nhân gia ông ta trị bệnh cứu người vẫn luôn đeo bên người về sau lúc ta học trận pháp ông ta liền đưa cho ta mặc họa nói đến đây lại nhớ lại một chút hắn nhớ rõ lúc đó phùng gia gia còn nói qua đa ngọc này là sư phụ của lão nhân gia đưa cho ông ta giữa đan sư lưu truyền một loại thuyết pháp nói là trị bệnh cứu người có thể góp nhặt công đức đa ngọc mang theo bên người liền gánh chịu công đức của đan sư phùng gia gia đưa đa ngọc cho mình là hy vọng nó có thể phù hộ mình gặp giữ hóa lành bình an lớn lên đan sư cứu người nhưng lại cứu không được quá nhiều người trận sư không cứu người nhưng lại có thể cứu rất nhiều người phùng gia gia đã nói như vậy mặc dù đeo viên đa ngọc này quả thật sẽ khiến tâm người an bình chỉ là mặt họa đeo quá lâu lại thêm hiện tại cũng không có gì dám khiến hắn tâm thần bất an cho nên dần dần hắn cũng không cảm thấy rõ ràng lắm chỉ coi viên đa ngọc này là phúc lành của bậc trưởng bối đeo trên cổ giữ lại là một kỷ niệm dĩ nhiên những chuyện này hắn không nói với mộ dung trưởng lão không phải hắn không tin tưởng mộ dung trưởng lão mà là nhiều chuyện đều có liên quan đến nhân quả nói chuyện đương nhiên phải giữ lại một chút đường lui, không thể nói hết mọi chuyện. Mộ dung trưởng lão cũng không hỏi thêm, mà dặn dò trong tông môn thì không sao, ra ngoài, nhất là trước mặt một số đan sư, không nên để lộ viên đan ngọc này ra mặc họa muốn hỏi tại sao, nhưng mộ dung trưởng lão đã một bộ giá nguyện chuyển dịu dàng, không cần nói thêm gì nữa, mặc họa cũng hiểu ý không hỏi, chỉ gật đầu nói ừ, ta nhớ rồi. Sau đó mộ dung trưởng lão lại cho mặc họa thêm vài lọ đan dược thường dùng, mặc họa liền cáo từ rời đi. Sau khi mặt họa rời đi, mộ dung trưởng lão ngẩn người một lúc, trong thần sắc không biết là ngưỡng mộ, hay là cảm khái, đúng là, đứa nhỏ phúc duyên thâm hậu rời khỏi đan thất, mặt họa một mình đi trên đường trở về đệ tử cư. Lời nói của mộ dung trưởng lão, nấn ná ở trong lòng hắn. Đa ngọc chẳng lẽ đa ngọc, là thứ tốt, hay là, viên, đa ngọc, mà phùng gia gia đưa cho hắn này, tương đối quý hiếm, nếu không mộ dung trưởng lão, một vị đan sư trưởng lão tam phẩm của Thái Hư Môn, sẽ không cố ý hỏi tới một miếng ngọc bội trên người hắn mặc họa cúi đầu vừa đi vừa nghỉ nửa đường lại đột nhiên có một thanh âm thanh thúy uyển chuyển gọi hắn mặc sư đệ mặc họa nghĩ đến chuyện đa ngọc có chút thất thần không nghe thấy lại đi một lát thanh âm này liền mang theo chút quán cách mặc sư đệ mặc họa sửng sốt ngẩng đầu nhìn lên thần sách kinh ngạc nói mộ dung sư tỷ trước mắt là một nữ tử mặc đạo bào của thái hư môn thần thái dịu dàng đoan trang xinh đẹp chính là mộ dung thải vân đôi mắt đẹp của mộ dung thải vân nhẹ nhàng liếc nhìn mặt họa nghĩ gì thế ta gọi ngươi mấy lần ngươi đều không nghe thấy mặt họa ngượng ngùng cười cười vừa định nói cái gì quay đầu liền phát hiện phía sau mộ dung sư tỷ còn có mấy nữ đệ tử đi theo hơn nữa còn không phải của thái hư môn các nàng mặc một thân váy màu sắc màu rực rỡ vô cùng xinh đẹp mặc chính là đạo bào của bách hoa cốc mà hoa thiển thiện hắn biết cũng ở trong đó mặt họa có chút ngoài ý muốn, thiển thiển sư tỷ cũng ở đây sao, hoa thiển thiển liền một mặt ý cười mà nhìn mặt họa, mặt sư đệ, đã lâu không gặp. Ánh mắt của nàng, lại băng khoăn nhìn mặt họa một lát, hết sức hài lòng nói, vóc người cao gầy một chút, mặc quần áo khẳng định càng đẹp mắt mặt họa thần sắc cảnh giác. Mộ dung thải vân thở dài, thực sự không có cách nào với nàng. Mặt họa liền quay đầu, hỏi mộ dung thải vân, mộ dung sư tỷ các ngươi đây là ta đi xem tiểu cô của ta. Mộ Dung Thải Vân nói Tiểu cô Mặc họa hơi giật mình, sau đó nghĩ tới Mộ Dung trưởng lão, Vân Mộ Dung Thải Vân gật đầu Tiểu cô của ta là trưởng lão luyện đan Tinh thông các loại đan dược Thiển thiện các nàng muốn thỉnh giáo chút học vấn trên luyện đan Ta liền dẫn các nàng đi qua Cầu tiểu cô chỉ điểm một chút Ô Mặc họa giật mình Mộ Dung Thải Vân nói xong Giới thiệu với mấy nữ đệ tử khác của Bách Hoa Cốc Đây chính là mặt họa mặt sư đệ ta đã đề cập với các ngươi, mặc sư đệ vẽ trận pháp vô cùng tốt, nếu các ngươi cần có thể tìm hắn hỗ trợ vẽ trận pháp. Sau đó, nàng lại giới thiệu cho Mạc họa mấy vị này đều là đệ tử của Bách Hoa Cốc, cùng một khóa với Thiển Thiển, tính ra, hẳn đều là sư tỷ của ngươi, đây là Hoa sư tỷ, Diệp sư tỷ, một sư tỷ, Mộ Dung Thải Vân lần lượt giới thiệu. Mạc họa liền có chút ngại ngùng hành lễ nói, chào các vị sư tỷ. Mấy nữ đệ tử Bách Hoa Cốc thấy Mạc Hòa, trong đôi mắt liên tục lóe lên tia sáng kỳ dị. Sư đệ thật tuấn tú đáng yêu, lại còn tinh thông trận pháp, trận pháp khó học như vậy thật sự là người không thể nhìn bề ngoài, mặt họa. Được rồi, được rồi, mộ dung thải vân nói, thời gian không còn sớm, đi muộn, tiểu cô nên trách tội. Mấy sư tỷ của Bách Hoa Cốc lúc này mới có chút không nở mà tạm biệt mặt họa. Mặt họa thoáng đánh giá hình dạng mấy vị sư tỷ này, mỗi người đều là da trắng xinh đẹp, lại mặc vào đạo bào của Bách Hoa Cốc, đứng chung một chỗ càng như hoa như gấm mặt họa lúc ấy có chút mù mặt nhưng có một sư tỷ rõ ràng xinh đẹp hơn một chút mặt họa nhớ rõ nàng có vẻ là họ diệp vị diệp sư tỷ này mặc hình trái xoan ngũ quan tinh tế da trắng miệng như ngọc lông mày mang chút ưu tư tính cách cũng hướng nội hơn không thích nói chuyện càng thêm một vẻ lạnh lùng mặt họa nhìn qua vài lần rồi vẫy tay chào tạm biệt các sư tỷ chuyện này hắn vốn không để tâm. Nhưng vài ngày sau, Tết chưa qua hết, mặt Họa vẫn đang vẽ trận pháp, thì nghe được một tin dữ vị diệp sư tỷ của Bách Hoa Cốc này tự sát. Tin tức này là mặt Họa từ Hách Huyền, chủ yếu nhất là biểu huynh của Hách Huyền, Hách Sắc có được. Khảo hạch cuối năm của Hách Huyền, khảo nghiệm rất kém cỏi Nhất là kiếm pháp. Từ khi hắn đánh lấy nghiện, cũng rất ít khi dùng kiếm, một lúc sau, kiếm pháp liền không thạo ở trong tông môn thiên tài như rừng, kiếm pháp không tiến chính là lui. Bởi vậy hách huyền chỉ được một chữ, bính, trên kiếm pháp, tuy thực tế mạnh hơn mặt họa một chút, nhưng ở trên bình xét cấp bậc, xác thực không sai biệt lắm với mặt họa. Nhưng mặt họa một tốt che đậy trăm xấu, trên trận pháp nhất kỵ tuyệt trần, những phương diện khác, tư chất bị hạn chế, cũng không có người nào trách móc nặng nề hắn cái gì. huống chi hắn không có gia tộc, cha mẹ lại không có ở bên người, tu hành toàn bộ dựa vào tự giác, cũng không có ai đốc thúc hắn lui một vạn bước mà nói cho dù cha mẹ hắn ở bên người biết được mặt họa có thể ở trong tràng học châu giới nơi tông môn như rừng ở trong thái hư môn thiên tài như mây đạt được thành tích nhất giáp lục bính cũng sẽ chỉ vì hắn tự hào dù sao khởi điểm của hắn quá thấp lấy được một chút thành tích cũng không dễ dàng hách huyền thì khác hắn có gia tộc trong tộc cạnh tranh lớn yêu cầu nghiêm khắc cha mẹ hắn đối với thành tích học tập của hắn cũng cực kỳ coi trọng tu sĩ ở tuổi này thành tích bài tập của tông môn thường là ý nghĩa tồn tại của hắn bởi vậy hách huyền được cái bính quả thực giống như trời sập xuống cha mẹ hắn bao gồm cả trưởng bối cùng mạch đều không cho hắn sắc mặt tốt hách huyền năm nay sống trong nơm nớp lo sợ hắn càng không muốn ở trong gia tộc vì vậy liền lui mà cầu việc khác chạy đến thái hư môn tị nạn hắn nói với cha mẹ rằng không thi tốt rất xấu hổ muốn phấn đấu vươn lên cố gắng phấn đấu thượng du cho nên ở lại tông môn cố gắng tu hành học bổ túc bài tập qua năm mới sẽ không trở về cái lý do thoái thác này vẫn là hắn cố ý thỉnh giáo tiểu sư huynh mặc họa mới học được mà cha mẹ hách huyền quả nhiên cũng không phản đối bọn họ không chỉ không phản đối thậm chí cảm thấy hách huyền là biết xấu hổ rồi sau đó dũng cảm mặc dù lần này thi kém nhưng biết cố gắng thời gian không muộn cha mẹ hắn rất vui mừng. Cứ như vậy, Hách Huyền ở lại Thái Hư Môn, cùng mặt họa ăn Tết. Ngày thường hắn cũng đích thực là đang tu hành, hoặc là học kiếm pháp, luyện côn pháp, hoặc là thỉnh giáo mặt họa trận pháp, cũng chưa từng lười biếng, cho nên cũng không tính là nói dối cha mẹ. Mà tới gần cuối năm, cha mẹ hắn vẫn quan tâm đến đứa con, phát giận vì cố gắng mạnh, liền bảo anh họ hách sắc của hắn trở về tông môn, đến tặng cho hắn chút đồ ăn ngon. Lúc này, Hách huyền đang ở trong phòng đệ tử, học trận pháp với mặt họa. Hách sách đặt bảy tám hộp thức ăn màu đỏ thẩm viền trên bàn, nói, hách huyền, ta đưa thức ăn tới cho ngươi. Nói xong hắn lại hành lễ với mặt họa, tiểu sư huynh, đón năm mới tốt. Năm mới tốt mặt họa cũng đáp lễ, nhưng thần sắc có chút mê mang. Hắn cùng hách sách không quá quen thuộc, chỉ nhớ rõ trong thái hư môn cùng khóa, tự hồ là có một đệ tử như vậy, nhưng ấn tượng không sâu hằng ngày dù là làm nhiệm vụ treo thưởng của môn phái hay vào luyện yêu sơn săn yêu dường như cũng không có giao tiếp gì hắn thậm chí còn không nhớ nổi tên Hách huyền liền nói đây là anh họ của ta họ hách tên sắc lớn hơn ta một tuổi nhưng tu đạo vỡ lòng cùng ta chúng ta tuổi tác tương đương tu vi cũng không kém bao nhiêu cho nên cũng cùng tiến vào thái hư môn ồ mặc họa gật đầu hách sắc chính là cái tên này nghe thế nào cũng thấy có chút kỳ quái hách sắc tính tình hoạt bát hơn nữa có chút tự nhiên. Mặc họa không quen biết hắn, nhưng hắn lại biết Mặc họa. Dù sao toàn bộ thái hư môn, hơn ngàn đệ tử một khóa, nhưng cũng chỉ có một, tiểu sư huynh, này. Gia tộc đón Tết, quá nhiều người, cũng quá ồn ào, lễ nghi phức tạp cũng nhiều. Hách sắc hiếm khi chạy ra ngoài, tạm thời cũng không muốn trở về, liền cùng hách huyền và Mặc họa hai người, cùng nhau ở trong đệ tử cư ăn linh thiện, uống linh tử, trò chuyện. Trò chuyện một chút, Hách Sắc bỗng nhiên thần sắc cô đơn, thở dài, nói Bách Hoa cốc, một vị sư tỷ đã chết. Câu nói này đến rất đột ngột. Mặt Họa đang vui vẻ ăn đùi gà, đầu không khỏi đứng máy một hồi, cái gì? Hách Sắc lặp lại lần nữa, trong Bách Hoa cốc, một vị sư tỷ đã chết, Mặc Họa kinh ngạc nhìn Hách Sắc, trong lòng nhất thời muôn vàng suy nghĩ, không biết hỏi từ đâu. Trong Bách Hoa cốc, sao lại có một sư tỷ chết, ngươi cũng không phải đệ tử Bách Hoa cốc, ngươi làm sao biết loại chuyện này? Hơn nữa, một vị sư tỷ chết trong bách hoa cốc có liên quan gì tới ngươi? Hách huyền thở dài, có chút không muốn mở miệng, nhưng đệ tử ở đây cũng không có người ngoài. Liền nói biểu huynh này của ta, nguyện vọng cả đời, chính là trở thành đệ tử của bách hoa cốc mặc họa sửng sốt. Bách hoa cốc thu nam đệ tử sao? Hách sắc lắc đầu, thất vọng nói, không thu. Mặc họa hiếu kỳ nói, vậy ngươi làm sao trở thành đệ tử bách hoa cốc? Hách sắc nghiêm nghị nói, chính vì bách hoa cốc không thu nhận nam đệ tử, cho nên nguyện vọng cả đời này của ta chính là thúc đẩy bách hoa cốc cải tạo lại để bách hoa cốc cũng thu nhận nam đệ tử lùi lại mà cầu việc khác thu nam tu làm trưởng lão cũng được như vậy sau khi ta tốt nghiệp thái hư môn không làm đệ tử được nữa cũng có thể trở thành trưởng lão bách hoa cốc làm chí hướng cả đời mặc họa há to miệng nhất thời không biết nói gì cho phải đại thiên thế giới thật là loại người gì cũng có nhưng loại cải chế này cũng không thể thực hiện được nghĩ như thế nào bách hoa cốc cũng không thể chiêu nạp nam tu làm khách khanh trưởng lão. Mặt họa lại nói. Đúng vậy, tiền đồ xa vời hách sắc thần sắc cô đơn, cuối cùng khẽ cắn môi, thật sự không được, ta nghe nói hợp hoang tông có một loại công pháp nghịch chuyển âm dương, ta hách huyền lập tức che miệng hắn lại, dừng lại, biểu ca. Đừng nói nữa. Nếu để cho cử cử hoặc cử mụ nghe được, bọn họ không thể không cắt đứt chân của ngươi. Mặt họa cũng khiếp sợ, lòng sinh bội phục. Theo một ý nghĩa nào đó, vị huynh đệ này cũng là một người hung ác nhưng hắn cũng vô cùng khó hiểu hỏi vì sao ngươi lại muốn đi bách hoa cốc như vậy hách sách nghiêm trang nói cũng không có lý do gì đặc biệt chỉ là một lý tưởng cuộc đời bình thường mà thôi nếu là lý tưởng cuộc đời còn cần lý do gì mặc họa không biết nói gì hách huyền ở bên cạnh thở dài thật ra tư chất của anh họ ta rất tốt nhưng có chút không bình thường hách sách vẻ mặt không vui nhưng cũng không phản bác hách huyền nói tiếp theo lý mà nói, hắn cố gắng một chút, gia tộc lại vận hành một chút, hắn bái nhập tứ đại tông cũng không phải không có khả năng, nhưng bởi vì hắn luôn, nói ra lời kinh người, trong tộc sợ hắn gây ra nhiễu loạn, chỉ có thể nhét hắn vào thái hư môn, làm bạn với ta. Ta cùng hắn lớn lên từ nhỏ, biết tính tình của hắn, còn có thể nhìn hắn thì ra là thế, mặt họa gật đầu. Hách sắc lại, kiên trì ý kiến, nói, tứ đại tông môn tính là gì? Nếu có thể vào bách hoa cốc, Ai thèm tới tứ đại tông, hách huyền tách một cái đùi gà đưa cho mặt họa. Tiểu sư huynh, ăn đùi gà, đừng để ý tới hắn. A. Mặt họa tiếp nhận đùi gà, gặm một cái, bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi. Hách sắc bởi vì gặm đùi gà, không rõ chữ, hai chữ, hách sắc, trong miệng mặt họa, liền biến thành, háo sắc. Hách sắc vội vàng sửa lại một chút, là hách sắc, không phải háo sắc, ưng ừm Mặt họa gật đầu, hỏi tiếp, hách sắc ngươi nói bách hoa cốc có một vị sư tỷ tự sát đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vẻ mặt hách sắc mang theo thương cảm hắn thân ở thái hư môn lòng ở bách hoa cốc cho nên vẫn rất để ý chuyện của bách hoa cốc ta thường xuyên đi dạo ở gần bách hoa cốc cho nên cũng quen biết mấy vị sư tỷ của bách hoa cốc làm sao kết bạn bị đánh mấy trận liền quen biết mặc hòa hách huyền cảm thấy rất mất mặt nhưng vẫn giải thích biểu ca hắn bởi vì rảnh thì đi dạo xung quanh bách hoa cốc đệ tử Bách Hoa Cốc phát hiện ra hắn mưu đồ gây rối nên đánh hắn mấy trận, sau đó hiểu lầm được giải trừ, coi như là quen biết đây là sự thật, không, đánh, không quen biết, hách sắc xua tay nói, đây đều là việc. Nhỏ, cuộc đời ai có thể không có một chút ngăn trở nhỏ. Tiếp theo mới là chính sự hách sắc uống một mụn rượu, cao mày nói, năm trước ta tặng lễ cho mấy vị sư tỷ Bách Hoa Cốc, thấy các nàng vẻ mặt không đúng, liền hỏi có phải đã xảy ra chuyện gì hay không. Các nàng không chịu nói, Ta cam đoan nữa, sẽ không tiết lộ ra ngoài. Lúc này các nàng mới nói cho ta biết, nói đến đây, hách sắc lại nói với mặt họa và hách huyền. Các ngươi cũng phải cam đoan, không thể tiết lộ ra ngoài, ta mới có thể nói cho các ngươi hách huyền và mặt họa yên lặng gật đầu. Hách sắc rất hài lòng, tiếp tục nói, các sư tỷ nói, vào ngày Tết, phần lớn các sư muội đều về gia tộc ăn Tết, cũng có đệ tử do nhà quá xa, hoặc là muốn thi lại, hoặc là có việc trì hoãn, ở lại trong bách hoa cốc đón năm mới. Ngày lễ đó, Vốn dĩ mọi chuyện đều tốt, nhưng ánh lửa sáng lên, một gian đệ tử cư lại đột nhiên bốc cháy. Thế lửa cũng không lớn, trưởng lão Lưu Thủ rất nhanh liền dập tắt hỏa diễm, thế lửa không có khuếch tán, cũng không tạo thành tổn thất quá lớn. Trưởng lão mới đầu có chút tức giận, còn tưởng rằng là đệ tử nào sơ suất, trước khi rời đi không đóng kỹ lò luyện đan, khiến lò luyện đan cháy, gây thành hỏa hoạn. Nhưng đợi đến khi trưởng lão này tiến vào gian đệ tử cư kia xem xét, lúc này mới thần sắc đại biến đệ tử ở giữa, nằm một bộ xác cháy. Một nữ đệ tử, cứ như vậy bị thiêu chết ở thời điểm ăn Tết ánh mắt mặt họa ngưng tụ. Đây là tự sát sao, hách sắc lắc đầu. Ta cũng không biết, nhưng bách hoa cốc bên kia đã tra xét, cũng không có dấu vết những người khác động thủ, trong phòng từ đầu đến cuối chỉ có một mình vị sư tỷ này. Chuyện này thậm chí ngay cả trưởng môn cũng bị kinh động. Nhưng trưởng môn bách hoa cốc, ngay cả một đám trưởng lão cũng không phát hiện manh mối khác, cuối cùng nhất trí suy đoán, đây là một vụ tự sát hách sắc nói ra tất cả những gì hắn nghe được mặc họa nhíu mày hắn luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc nhưng đây là chuyện của bách hoa cốc mặc họa rất bận vừa phải tu hành vừa phải đi học lại phải học trận pháp còn phải đi thăm dò chuyện của thủy diêm la loại chuyện này tự nhiên không rảnh hỏi tới huống chi bách hoa cốc không chỉ không thu nam đệ tử cũng cấm bất luận nam tu nào tiến vào cho dù hắn muốn hỏi cũng không hỏi được. Về phần vị sư tỷ đang độ tuổi tốt đẹp, tự thiêu thân vong này, hắn cũng chỉ có thể thở dài, trong lòng biểu thị tiếc hận. Hách sắc cũng lộ vẻ thương cảm. Hách huyền thấy bầu không khí có chút nặng nề, liền nói, không nói chuyện này nữa, bên bách hoa cốc tự nhiên sẽ có bàn giao, chúng ta nói chút chuyện khác đi. Hách sắc cũng gật đầu. Hắn vốn cũng buồn bã trong lòng, muốn tìm người tâm sự, giờ đã nói ra, trong lòng liền dễ chịu hơn một chút. Hơn nữa, đệ tử tông môn tự sát, hoặc là bỏ mình, ở càng học châu giới cũng không phải là chưa từng xảy ra. Thậm chí còn có một số đệ tử nam nữ bất mãn với hôn sự gia tộc định ra từ nhỏ, ước hẹn tưởng tình, cùng nhau kết thúc người càng nhiều, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hách huyền tìm đề tài khác, bỏ qua chuyện này. Ba người vừa ăn thịt vừa uống rượu, hàng huy một hồi, hách sắc liền muốn trở về tộc. Trước khi đi, mặt họa bỗng ngẩn ra, ma xui quỷ khiến hỏi một câu hách sắc ngươi biết sư tỷ tự sát kia là ai không hách sắc nghĩ nghĩ lắc đầu nói không biết ta chưa từng thấy chỉ biết vị sư tỷ này hình như họ diệp họ diệp đồng tử mặt họa co rụt lại một khuôn mặt hiện lên trong đầu mặt trứng ngỗng ngũ quan tinh xảo da như mỡ đông giữa lông mày mang chút sầu bi nhìn hướng nội lại có chút cao lãnh diệp sư tỷ mấy ngày trước hắn mới gặp qua vị diệp sư tỷ này y phục như hoa rực rỡ người so với hoa kiều diễm vẻn vẹn qua mấy ngày liền đột nhiên liền chết như thế mặt họa nhíu mày có phải là ta đoán sai rồi hay không không phải vị diệp sư tỷ kia trong bách hoa cốc cũng chưa chắc chỉ có một sư tỷ họ diệp này người tự sát là những người khác cũng không nhất định nhưng nói thì nói như vậy trong lòng mặt họa luôn có loại dự cảm không tốt lắm mặt họa rốt cuộc vẫn chưa buông xuống chuyện này mấy ngày sau hắn hướng mộ dung sư tỷ chứng thực một chút. Thần sắc mộ dung thải vân kinh ngạc, ngươi nghe ai nói, một người tình cờ quen biết, có một người bạn quen biết ở Bách Hoa Cốc nói cho ta biết. Mặt họa không nói ra tên của, hách sắc. Thần sắc mộ dung thải vân có chút phiền muộn, nàng nhẹ nhàng thở dài, đúng vậy, là cẩm nhi muội muội cẩm nhi, chính là dịp sư tỷ mà ngươi nói đó, nàng họ dịp, tên một chữ, cẩm, cũng chính là, thần sắc của mộ dung thải vân có chút thống khổ, trong bách hoa cốc, nữ đệ tử tự sát kia thật sự là tự sát sao? Mặt họa nhíu mày. Mộ dung thải vân khẽ gật đầu, bách hoa cốc bên kia đã tra xét, hẳn là tự sát, về phần nguyên nhân là gì, rất khó nói, có người nói là gia tộc bức bách nàng lập gia đình, có người nói là áp lực tu hành quá lớn, cũng có người nói, nàng là bị tình làm tổn thương, nghĩ không thông, cho nên tự cắt đứt. Nhưng đây đều là lời đồn đãi, là thật hay giả, cũng không dễ phán đoán mặt họa lại có chút nghi hoặc gia tộc ép nàng lập gia đình nàng sớm như vậy đã muốn lập gia đình rồi đúng mộ dung thải vân nói diệp gia là gia tộc tam phẩm ở nơi khác có lẽ xem như đại gia tộc nhưng ở địa giới càng học chỉ có thể coi là gia tộc nhỏ bậc trung gia tộc bậc này sống ở trong kẻ hở của đại thế gia muốn tiến thêm một bước rất khó nhưng lui về phía sau một bước lại rất dễ dàng hơn nữa một khi lui về phía sau một bước rất có thể sẽ không bò lên được nữa bởi vậy gia tộc như diệp gia cảm giác nguy cơ rất mạnh càng am hiểu xu nịnh cũng không thể không đi khắp nơi leo lên nữ tử trong tộc có dung mạo xinh đẹp tư chất xuất chúng còn có thể bái vào đại tông môn đã sớm bị tìm kiếm hôn sự kết hôn có thể không kết nhưng việc hôn nhân nhất định phải định hơn nữa đều là càng sớm càng tốt như vậy mới có thể mộ dung thải vân có chút nói không nên lời Mặt họa liền nói mới có thể bán được giá tốt sao Đôi mắt mộ dung thải vân hơi nhíu lại, thở dài thật sâu, cực đầu nói vâng. Hôn nhân trong gia tộc, bất kể là đại thế gia hay tiểu gia tộc, phần lớn đều là một hồi, mua bán. Mặt họa không khỏi nhớ tới rất sớm trước đó, ở trong thông tiên thành, nghe an tiểu phú tán gẫu về, bác quái, thế gia. Còn có Trương Lan thúc thúc có xác suất lớn là chạy đến tiểu tiên thành, tị hôn, trong lòng không khỏi cảm khái. Xem ra trong gia tộc cũng có rất nhiều người thân bất do kỹ mặt họa lại nói bóng nói gió nghe ngóng tin tức diệp sư tỷ của bách hoa cốc tự sát một hồi nhưng mộ dung thải vân biết cũng không nhiều đại đa số tin tức cùng hách sắc nói không sai biệt lắm duy nhất một đầu mối mới chỉ có diệp gia diệp gia mặt họa nhẹ giọng lẩm bẩm một câu không hiểu sao cảm thấy họ diệp này rất quen thuộc nhưng từ khi tiến vào càng học châu giới hắn tiếp xúc đến gia tộc cùng tu sĩ rất nhiều rất nhiều đại thế gia cùng tiểu gia tộc thậm chí dùng là cùng một dòng họ tổ tiên vẫn là đồng nguyên, cành lá sung xuê, nguồn gốc phức tạp. Mặt họa xuất thân tán tu, liên quan đến dòng họ của những gia tộc to lớn này, suy nghĩ không khỏi có chút hỗn loạn. Trong thời gian ngắn, hắn cũng không nghĩ ra, mình có phải từng tiếp xúc với tu sĩ họ, dịp, nào hay không, hoặc là gia tộc. Đúng rồi, mộ dung sư tỷ mặt họa cuối cùng hỏi, vị trí của dịp gia này ở đâu? Chắc không ở trong châu giới càng học. Ừm, Diệp gia là gia tộc tam phẩm, không có tư cách đặt chân ở châu giới càng học. Về phần ở đâu mộ dung thải vân nhíu mày, ngươi chờ một chút, ta kiểm tra một chút. Nàng lấy từ trong túi trữ vật có hoa văn phượng hoàng ra một tấm bản đồ, lật xe một hồi, ngón tay thon dài trắng nõn chỉ vào một chỗ nói ở đây, Yên Thủy Thành. Đồng tử mặt họa đột nhiên chấn động. Yên Thủy, Thành, Vân. Mộ dung thải vân gật đầu, Yên Thủy Thành là một tòa tiên thành tam phẩm, Nằm bên bờ sông Yên Thủy Hà, sông Yên Thủy Hà chảy xuyên qua thành, bởi vậy được gọi là Yên Thủy Thành. Diệp gia ở trong Yên Thủy Thành, cũng là gia tộc xếp hạng hàng đầu, Mộ Dung Thải Vân nói xong, thấy thần sắc Mặc Họa khác thường, liền hỏi, có gì không đúng sao? Không có gì, Mặc Họa suy tư một lát, lắc đầu. Hắn yên lặng ghi nhớ ba chữ, Yên Thủy Thành, sau đó hướng Mộ Dung Thải Vân nói lời cảm tạ, lại hàng huyên vài câu, liền cáo từ rời đi. Về tới đệ tử cư mặt họa ngồi ở trước bàn sách lông mày nhíu chặt hơn yên thủy thành diệp gia diệp sư tỷ bách hoa cốc tự sát hắn cảm thấy trong này khẳng định có vấn đề rất lớn nhưng manh mối quá ít lại có chút không rõ mặt họa khẽ thở dài hắn và diệp sư tỷ chỉ có duyên gặp mặt một lần ngay cả nói cũng chưa nói qua mấy câu vốn không muốn xen vào việc của người khác huống chi đây là chuyện nội bộ của bách hoa cốc nhưng bây giờ đề cập đến ba chữ, Yên Thủy Hà, liền có chút khác biệt phải nghĩ biện pháp biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng mà, làm sao ra đây, bách hoa cốc, hắn khẳng định là vào không được, cũng không cách nào ra. Biện pháp duy nhất là ra tay từ, Diệp gia, ở Yên Thủy Thành. Rút thời gian đi Yên Thủy Thành một chuyến xe một chút đi, mặt họa yên lặng nói trong lòng. Mấy ngày sau, ngày Tết triệt để kết thúc, Thái Hư môn lại, khai giảng. Năm học mới lại bắt đầu đây cũng là năm thứ năm mặt họa ở Thái Hư Môn. Hắn và, Diệp Sư tỷ chỉ có duyên gặp mặt một lần, ngay cả nói cũng chưa nói qua mấy câu, vốn không muốn xen vào việc của người khác, huống chi, đây là chuyện nội bộ của Bách Hoa Cốc. Vừa khai giảng, công việc tương đối nhiều, các trưởng lão muốn bắt đầu giảng bài, các đệ tử cũng phải thu tâm, còn có một số việc vặt linh tinh. Mặt họa mất 7-8 ngày để xử lý những việc vặt, cuộc sống trong tông môn cũng đã đi vào quỹ đạo. Rất nhanh, đã đến tuần nghỉ đầu tiên. Mặc họa liền quyết định xuất phát, đi đến Yên Thủy Thành. Nhưng trước khi đi Yên Thủy Thành, hắn muốn thuận đường, đi đường vòng, đi miếu hoang núi khô một chuyến, thăm Hoàng Sơn Quân. Dù sao đã lâu không gặp, hắn cũng không biết Hoàng Sơn Quân hiện tại sống thế nào. Có hương khói cung phụng hay không, miếu hoang có bị hư hại hay không, vân vân. Đương nhiên, hắn cũng muốn thuận tiện hỏi một số thứ, ví dụ như đạo thần minh, còn có thần niệm hóa kiếm. Núi khô, sâu thẳm yên tĩnh. Ánh nắng xuyên qua rừng sâu, cắt thành những mảnh vụn, trải trên mặt đất, tươi đẹp lại mát mẻ. Trên thềm núi, lá rụng chất thành đống, dẫm lên mềm nhũng. Trong núi ít ai lui tới, lộ ra một vẻ u thú khác. Mặt họa dẫm lên lá rụng trên thềm núi, lại đi tới trong miếu đổ nát. Trong miếu hoang, trước sau như một, vẫn cũ nát như vậy. Nóc nhà vẫn mưa dột, bốn vách tường vẫn hở gió, trên đài thờ không có gì cả, ngay cả màn thầu thiêu cũng không có, chỉ có nước mưa năm xưa, chìm ở đáy chén, bẩn thiểu. Vẽ mặt tượng đất của Hoàng Sơn Quân khổ sở. Người nghèo, cuộc sống không dễ chịu. Sơn thần nghèo rồi, cuộc sống cũng khó khăn như vậy. Trong nháy mắt mặt họa vào cửa, Hoàng Sơn Quân bộ dáng hơi khói liền từ trên bức tượng bằng đất sét chậm rãi nhẹ nhàng bay ra, chấp tay với mặt họa, trên mặt nặng ra nụ cười tiểu hữu mặt họa cũng vui vẻ vẫy tay với nó sơn quân đã lâu không gặp ngươi nhớ ta không ta nghĩ ngươi là một con quỷ đầu to không hề muốn ngươi không tới ta khó có được thanh tĩnh hoàng sơn quân thầm nghĩ trên mặt lại càng tươi cười vui tươi hớn hở nói đây là tự nhiên đã lâu không gặp tiểu hữu rất là tưởng niệm rất là tưởng niệm mặt họa gật đầu rất là hài lòng hoàng sơn quân yên lặng thở dài trong lòng trách không được từ mấy ngày trước bắt đầu, hắn vẫn có chút tâm thần không yên, nguyên lai là, tiểu ôn thần, này lại muốn tới. Nhưng không có cách nào, miếu ở đây, hắn lại chạy không thoát, chỉ có thể nhận mệnh. Ánh mắt mặt họa đảo qua miếu hoang, có chút đồng tình với ngày tháng khổ sở của Hoàng Sơn Quân, liền đem gà vịt thịt cá mình chuẩn bị tốt bày ở trên bàn thờ. Hoàng Sơn Quân mặc dù không thích mặt họa, nhưng những món ăn gà vịt này, hắn lại cự tuyệt không được. Núi khô người thưa thớt, không có người dân lễ, hắn đói đến chỉ còn một hư ảnh. Dù biết mặt họa là, người đến không thiện, hắn cũng không thể làm gì. Mặt họa bày đồ cúng, lại hỏi, đúng rồi, Sơn Thần có phải muốn ăn hương khói hay không? Đúng vậy, Hoàng Sơn Quân vui mừng nói. Vậy thì tốt rồi. Mặt họa nói, ta còn mang cho ngươi một nén hương, ngươi chờ chút ta châm cho ngươi. Lư hương của Hoàng Sơn Quân đã bị phá không còn hình dáng, vốn là màu đồng, bị bọc lên một tầng bùn màu đen. Mặt họa đem lưu hương rửa sạch, sau đó một lần nữa thả chút mũ cốc lót đáy, rắc lên một tầng tàn hương, sau đó đốt một nén hương, cắm vào trong lưu hương. Nhưng ngay khi mặt họa tự tay cắm hương hỏa vào lưu hương, Hoàng Sơn Quân chỉ cảm thấy ngực bị một cái búa sắt lớn hung hăng đập vào, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Hắn lập tức thất thanh kêu lên, đừng, động tác dân hương của mặt họa dừng lại, quay đầu, có chút kỳ quái nhìn Hoàng Sơn Quân, ngươi không cần hương khói sao, ngực Hoàng Sơn Quân vẫn còn run sợ không thôi, đáy mắt lưu lại vẻ hồi hộp. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn sợ tới mức thần hồn đều muốn tan rã. Phản phất như một tia hương hỏa này nặng như Thái Sơn ép tới hắn không thở nổi, căn bản hắn không chịu nổi. Có ý gì hương hỏa của tiểu hữu này, hắn ăn không nổi. Hoàng Sơn Quân nhìn mặt họa thật sâu một chút, sau đó giật giật khóe miệng, miễn cưỡng cười nói ý tốt của tiểu hữu, tâm ta nhận lĩnh, nhưng hương khói thì trước hết quên đi. Đói quá lâu, ăn chút cống phẩm là được, hương khói không thể ăn, nếu không sẽ bị căng phòng căng phòng. Mặt họa không hiểu, nói thầm, thần minh cũng có thể căng phòng sao, nhưng không ăn thì thôi. Có thể là nghèo quen rồi, đột nhiên ăn một bữa cơm no, cho nên không thể ăn quá ngon. Mặt họa gật đầu. Vậy ngươi ăn cống phẩm đi. Hoàng Sơn quân chấp tay nói, đa tạ tiểu hữu. Vì vậy trong miếu hoang, phía trên bức tượng đất, Hoàng Sơn quân chậm rãi bay ra, hạ xuống trên bàn thờ, bắt đầu hưởng dụng cung phẩm mà mặt họa bày lên. Hắn ăn, mặt họa cũng không thể nhìn không. Hắn cũng từ trong túi trữ vật, lấy ra, đồ ăn vặt, chuẩn bị sẵn cho mình, nhảy lên bàn thờ, cùng Hoàng Sơn quân sống vai ngồi, cùng nhau ăn. Hoàng Sơn quân vừa ăn cống phẩm, vừa vụng trộn đánh giá mặt họa. Lúc này hắn mới phát hiện, mặt họa so với lúc trước lại không giống khí tức nội liễm, thần niệm hồn nhiên, khiến hắn sinh lòng thân cận, nhưng mơ hồ lại lộ ra một cảm giác, uy nghiêm, khiến hắn sinh lòng sợ hãi. Hoàng Sơn quân âm thầm kinh hãi. Hắn nhớ không lầm, lúc này mới một năm, một năm không gặp, thiếu niên nho nhỏ này lại giống như lại có biến hóa thoát thai hoáng cốt. Càng kỳ quái hơn chính là, thần thức của mặt họa rõ ràng càng mạnh hơn. Chỉ là đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Hoàng Sơn quân nhất thời cũng có chút không nắm chắc thần thức của con người, phần lớn đều được niêm phong trong thức hải, ngoại phóng chỉ là một phần nhỏ. Tu sĩ trúc cơ không thể nguyên thần xuất khiếu, nếu muốn nhìn trộm thần thức của hắn, hoặc là dẫn hắn vào mộng, hoặc là xâm nhập thức hải của hắn. Hoàng Sơn quân lặng lẽ liếc mặt họa một cái. Dẫn hắn vào giấc mộng, hoặc là xâm nhập thức hải của hắn, ý nghĩ này vừa hiện lên, hắn lập tức bóp tắt. Người vừa tìm đường chết, chắc chắn phải chết. Thần cũng giống như vậy, làm người phải giữ bổn phận làm thần cũng giống như vậy ta đã xưa đâu bằng nay càng phải an phận thủ thường hoàng sơn quân trong lòng mặt niệm nói sau đó hắn liền tâm bình khí hòa bắt đầu ăn cống phẩm mặc hòa ăn nhanh ăn như hổ đói hoàng sơn quân là sơn thần phải ra vẻ cho nên ăn chậm chậm rãi trật tự mặc hòa ăn xong không có việc gì làm liền bắt đầu hỏi hoàng sơn quân sơn quân ta có thể hỏi chuyện điểm thần niệm hóa kiếm không Hoàng Sơn Quân nhã nhặn ăn đùi gà, nghe vậy có chút kinh ngạc. Không phải trước đó ngươi đã hỏi rồi sao? Mặc họa gật đầu, là hỏi qua, nhưng gần đây ta nghĩ đến một vài vấn đề khác. Trước đó thần niệm của hắn hóa kiếm một chút cũng không, là thuần túy ngoại hành. Nhưng hiện tại không giống, hắn biết một chút hóa kiếm quyết, một chân miệng cưỡng coi như bước vào ngưỡng cửa, có lĩnh ngộ cơ sở, thứ hỏi tự nhiên sẽ không giống với lúc trước. Hoàng Sơn Quân không muốn đáp, nhất là chuyện liên quan tới thần niệm hóa kiếm đây là nỗi đau cả đời của nó nhưng ăn của người miệng ngắn hắn không tiện từ chối huống chi cảm giác uy nghiêm trên người mặt họa càng ngày càng nặng hắn có chút không dám không đáp tiểu hữu xin hỏi tiểu thần biết gì nói nấy ừm mặt họa gật đầu liền đem một vài vấn đề mình sớm cân nhắc qua lấy ra hỏi hoàng sơn quân sơn quân thần niệm hóa kiếm nhất định phải dùng kiếm sao đây là tự nhiên nếu không sao lại gọi là thần niệm hóa thành Kiếm, ý của ta là, sau khi đem thần niệm hóa thành kiếm ý, nhất định phải bám vào kiếm khí hoặc là linh kiếm mới có thể thi triển sao? Có trực tiếp dùng được không? Cái này, Hoàng Sơn quân chần chờ, có chút khó xử, ta chưa học qua, cũng không biết rõ ràng như vậy, nhưng kiếm tu giao chiến với ta, đích thật là lấy kiếm gánh chịu kiếm ý. Huống hồ, không ỷ lại kiếm khí hoặc linh kiếm, thi triển kiếm ý, cho dù có thể thực hiện vậy cũng phải tu luyện thần niệm hóa kiếm đến chỗ cực cao mới được nếu như ngay từ đầu ngươi đã nhập môn cái gì cũng mới học kiếm quyết còn chưa thuần thục đã cân nhắc không ỷ lại vào kiếm pháp trực tiếp thúc giục thần niệm kiếm ý không phải giống như còn chưa học được bò đã muốn học được chạy sao mặc họa giật mình điều này cũng đúng kiếm khí và linh kiếm tựa như quải trượng có gậy chống mới có thể khống chế kiếm ý thúc giục thần niệm hóa kiếm tu đến chỗ sâu kiếm đạo lô hỏa thuần thanh mới có thể cân nhắc ném quải trường đơn thuần dựa vào thần niệm kiếm ý sát phạt. Hơn nữa dù vậy, chân chính gặp được cường địch, cũng không thể đơn thuần ỷ lại kiếm ý, vẫn phải đem linh kiếm, kiếm khí cùng kiếm ý hòa là một thể, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất của Thái Hư thần niệm hóa kiếm chân quyết. Thái Hư thần niệm hóa kiếm, muốn lấy kiếm là môi giới, mặc hòa thấp giọng lẩm bẩm, sau đó lại hỏi, vậy không lấy kiếm là môi giới, thần niệm hóa kiếm là dạng gì? Là giống như vậy sao, Mặc họa chỉ vào, cách không khoa tay múa chân một chút chỉ tay, vèo, một cái, thần niệm hóa kiếm bay qua, giống như ngự kiếm, Hoàng Sơn quân sờ cầm, hẳn cũng không phải, nhưng ta không nhớ rõ. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, Mặc Họa nói, nhớ lại một chút, chính là lúc ngươi bị thần niệm hóa kiếm chém, rốt cuộc là tình cảnh gì? Hoàng Sơn quân, đứa nhỏ này, luôn thích rắc muối lên vết thương của người khác. Vì vậy, hắn nhịn đau, cố gắng nhớ lại một chút, lật lại trận tử chiến không muốn nhớ lại kia, rồi lại từ trong trí nhớ gần như phủ bụi kia. Một chút chuyện cũ nổi lên trong lòng. Khí thế của Hoàng Sơn quân biến đổi, dường như không còn là một tiểu sơn thần nghèo túng nữa, giữa lông mày tăng thêm mấy phần uy thế không lường được. Hoàng Sơn quân chậm rãi nói trận chiến ấy, ta bị tà niệm ô nhiễm, thần trí mất nhiều, tự chiến với cao nhân kiếm tu kia, gần như là chém giết theo bản năng. Mà kiếm tu năm đó, một thân bản sự, cũng đích xác dựa vào là một thanh bảo kiếm cổ xưa tính mệnh tương tu kiếm ý của hắn cuồn cuộn mênh mông như thái hư hòa vào trong cổ kiếm sắc bén đến cực điểm bằng thân thể máu thịt của phàm nhân pháp môn kiếm đạo của tu sĩ liền có thể sát thương vị thần minh này của ta ta không quen với kiếm quyết này nhưng từ kinh nghiệm giao thủ với nó bản thân thần niệm hóa kiếm chân quyết vẫn được xem như một loại kiếm quyết đặc thù chẳng qua là ở trên thân kiếm bám vào kiếm ý thần niệm hóa sinh thời điểm thi triển vẫn là phải có liên quan tới kiếm thậm chí từ bên ngoài xem ra chính là kiếm tu bình thường đang dùng kiếm pháp chỉ có thần minh hoặc là tu sĩ tinh thông thần niệm chi đạo mới có thể nhìn ra sự lợi hại trong này mặt họa thở dài có chút thất vọng nói tới nói lui vẫn không thể tách rời kiếm pháp sao đây coi như là nhược điểm trong yếu điểm của hắn mặc dù hắn ngự kiếm rất lợi hại nhưng trong lòng mặt họa cũng biết ngự kiếm của mình chỉ có bề ngoài trên bản chất cũng không phải là kiếm pháp mà là một loại phương pháp thần niệm ngự vật chỉ có điều nhìn giống như là ngự kiếm mà thôi ngược lại cũng không phải hoàng sơn quân cao mày nói mặt họa ngẩng ra có ý gì hoàng sơn quân lại tận lực hồi tưởng một chút ánh mắt nghiêm nghị lúc này mới kinh ngạc nói ta nhớ ra rồi năm đó ta cùng cái kia kiếm tu giao thủ lúc hung tính đại phát từng một bàn tay đem hắn cổ kiếm đập bay qua kiếm tu cổ kiếm kia rời tay không có kiếm làm chỗ dựa lập tức rơi xuống hạ phong ta muốn nhân cơ hội này đuổi tận giấc tuyệt hướng về phía hắn mà đánh giết. Đúng vào lúc này, kiếm tu kia đôi mắt sáng ngời, mặt họa giật mình. Con mắt, đúng. Hoàng Sơn quân gật đầu. Đôi mắt sáng lên, trong mắt phản phất như có kiếm qua ngưng tụ, vô cùng sắc bén, ta chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy hai mắt đau nhói, thần niệm quanh thân bị vạn kiếm lăng trì đau đớn mà nhân cơ hội này, kiếm tu kia lấy thần thức ngự kiếm, triệu hồi cổ kiếm trong tay, chỉnh đốn lại trạng thái, lại chém giết với ta nhưng chiêu thức ngưng tụ kiếm quan trong đôi mắt này, hắn chỉ dùng lần này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Sau đó ta tự chiến tới cùng, liều mạng tới mức đèn cạn dầu, hắn cũng chưa từng triển khai lại lần nào. Nói cách khác, ánh mắt mặt họa sáng lên, thần niệm hóa kiếm chân quyết, cho dù không dùng kiếm, cũng có thể dùng, con mắt, thi triển sát phạt kiếm ý sao, Hoàng Sơn quân lắc đầu, ta không biết, ta chỉ nhìn người nọ dùng qua một chiêu này, nhưng cũng chỉ một lần này mà thôi thậm chí đây có phải chiêu thức thần niệm hóa kiếm chân quyết hay không ta cũng không rõ ràng nhưng mặt họa mặt kệ hoàng sơn quân nói như thế nào đã tự mình thuận theo mạch suy nghĩ này suy nghĩ xuống đôi mắt kiếm quan sát phạt nhưng hắn lại có chút không rõ liền hỏi hoàng sơn quân tại sao lại là mắt không phải miệng mũi hoặc là lỗ tai bởi vì đôi mắt là cửa sổ thần thức hoàng sơn quân gật đầu nói không sai thần thức của tu sĩ tồn tại ở thức hải có thể thông qua ngoại phóng cảm giác bên ngoài thân mà một tu sĩ thần thức phóng ra ngoài mạnh nhất chính là đôi mắt mắt người chính là cửa sổ của thần niệm ngược lại sơ hở thần thức của tu sĩ kỳ thật cũng ở ở đôi mắt một ít quỷ mị tà ma thích câu dẫn thần hồn người hoặc lấy ma âm ghé tai hoặc lấy yêu hương dụ mũi nhưng thủ đoạn khó lòng phòng bị nhất vẫn là sắc tướng trong mắt có chút quỷ mị ngươi chỉ cần nhìn hắn một chút hồn đã bị câu đi mặt họa bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế hắn yên lặng nhớ kỹ, quyết định trở về thử một chút, xem trong mắt của hắn, có thể luyện ra kiếm quang hay không. Nếu có thể phóng kiếm quang, ngay cả, kiếm, cũng tiết kiệm. Mặt họa còn muốn hỏi lại chuyện thần niệm khác hóa kiếm. Chỉ là mặt cho hắn có, bức bách, thế nào đi nữa Hoàng Sơn quân hồi tưởng lại đoạn chuyện của nghĩ lại mà kinh kia, cũng đều không chiếm được thêm manh mối nào. Hoàng Sơn quân đáng thương vô cùng mặt họa cũng không miễn cưỡng nữa vì thế lại hỏi một chuyện khác sơn quân con đường thần minh đi rốt cuộc là cái gì thần minh tuân đạo mà sinh tuy rằng trường thọ nhưng cũng không thể trường sinh nếu không thể trường sinh nhất định cũng phải đắc đạo vấn tiên mới có thể chân chính đồng thọ cùng thiên địa vậy nếu như vậy thần minh cũng phải tu đạo thần minh tu đạo lại là cái gì đạo thần niệm tiếng giai đạo không ngừng biến chất sao hoàng sơn quân nói cách nói của tu sĩ ta cũng không rõ, nhưng dựa theo truyền thừa của thần linh mà nói, cái gọi là thần niệm biến chất, là quá trình thần niệm tiến giai, không ngừng, hợp đạo, cũng chính là chỉ, đạo hóa. Đạo hóa. Mặt họa thần sắc chấn động. Hắn bỗng nhiên nhớ lại, mình trước đó cắn nuốt thần tủy, mang thần tính cùng nhân tính hòa hợp một thể, tựa như từ trong cõi u minh đạt được, khờ ý, gì. Trong đầu liền gần như theo bản năng hiện ra một từ này, thần niệm đạo hóa, bốn chữ này, phản phất như khắc vào trong, thần tủy, theo lĩnh ngộ đối với đại đạo, tự nhiên liền xuất hiện. Phản phất như là một loại truyền thừa của thần minh, hơn nữa không chỉ như vậy mặc họa loáng thoáng nhớ lại, rất sớm trước đó, ở trong một mảnh núi hoang, chính mình từng hố giết một tên đầu lĩnh mua người áo đen. Trên người đầu lĩnh này ký sinh một con yêu ma sừng dê có liên quan đến đại hoang tà thần. Yêu ma này hẳn là bộ hài cốt của thần, hắn tự hồ đã nói với mình một phen như vậy, ngươi có thần niệm đạo hóa chi cơ, nhưng vì sao thần tủy lại mỏng manh như thế vì sao không có dấu hiệu thực tự vì sao nhân tính tràn đầy mà thần tính không được cao điều đó không có khả năng lúc trước khi hắn nghe những lời này hiểu biết rất ít về đạo thần minh đối với những danh từ này cũng một mực không biết cho nên nhất thời không để ở trong lòng nhưng bây giờ đem tất cả liên kết lại mặc họa có chút hiểu được cái gọi là đạo thần minh chính là quá trình tiến hành đạo hóa thần niệm của bản thân thần minh vậy ta cũng trong lúc vô tình tiến hành đạo hóa thần thức của mình mặt họa nhíu mày lẩm bẩm nói thần thức đạo hóa hoàng sơn quân nghe được lại lắc đầu đính chính không phải thần thức đạo hóa là thần niệm đạo hóa mặt họa ngỡn ra có chút không rõ có gì khác nhau sao hoàng sơn quân nói thần thức của tu sĩ mới gọi là thần thức ngoài ra tất cả niệm lực trên thế gian đều gọi là thần niệm mà trong các loại thần niệm thần linh đặc biệt vi tôn thần niệm của thần linh mới có thể đạo hóa cho nên gọi là thần niệm đạo hóa, thần thức của tu sĩ không được. Mặt họa lặng lẽ hỏi, không có ngoại lệ sao, Hoàng Sơn Quân chắc chắn lắc đầu, người là người, thần là thần, nếu có ngoại lệ, chẳng phải là thần không phân biệt được sao? Điều này không phù hợp với pháp tắc của đại đạo hắn nói xong, liếc nhìn mặt họa một cái, bỗng nhiên sửng sốt. Đủ loại dấu hiệu cổ quái trên người mặt họa, từng chút một nổi lên trong lòng trong lòng Hoàng Sơn Quân đột nhiên nhảy dựng, ngươi không phải là mặc họa một mặt vô tội ta là cái gì hoàng sơn quân sửng sốt một chút hắn ta là cái gì hắn là một phàm nhân thần niệm lại đạo hóa không đây là chuyện không thể nào loại chuyện nghe rợn cả người này hắn sống lâu như vậy cũng chưa từng nghe qua truy cứu căn bản tu sĩ phàm thai đến cùng như thế nào mới có thể tiến hành thần niệm thuế biến hoàn thành đạo hóa trong này không chỉ cần lượng lớn thần thức cần thần niệm biến chất cần lĩnh ngộ đối với đạo còn cần thần linh chi tủy, quý hiếm vô cùng ngay cả thần linh, muốn tiến thêm một bước, đạo hóa, cũng khó khăn trùng điệp. Húng chi là một tu sĩ nhỏ bé. Hoàng Sơn quân yên lòng, thở dài, không có gì. Là ta suy nghĩ nhiều mặt họa trừng mắt nhìn, không dám hỏi nhiều, sợ hỏi lại, ta liền lộ tẩy. Đừng nhìn Hoàng Sơn quân nghèo túng thành như vậy, nhưng hắn sống được lâu, lịch duyệt vẫn là cực phong phú đấy, ta nhiều lời một chút, hắn không chừng có thể đoán ra được loại chuyện thần thức đạo hóa này mặt họa cũng không biết lợi hại trong đó vạn nhất là cấm kỵ đáng sợ nào đó không thể tiết lộ không thể để cho bất luận kẻ nào thậm chí bất kỳ thần nào biết rõ một khi tiết lộ ra ngoài sẽ dẫn tới họa sát thân lớn bằng trời mà hoàng sơn quân lại đoán được vậy ta không có cách cũng chỉ có thể diệt khẩu mặt họa thở dài hắn cũng không có mấy thần minh làm bằng hữu nếu không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng thật sự không muốn mất đi bằng hữu tốt này hoàng sơn quân đột nhiên cảm thấy gió lạnh thổi qua cổ lạnh lẽo hắn không thể kìm lòng được mà nhìn mặt họa có chút thấp thỏm nói tiểu hữu chẳng lẽ ngươi không có gì mặt họa cười trấn an nói sau đó ngẩng đầu nhìn sắc trời lại nói thời gian không còn sớm ta phải đi kế tiếp còn có việc hoàng sơn quân chỉ cảm thấy như trút được gánh nặng dường như một thanh trác đao đẫm máu treo trên đầu mình cứ như vậy rút đi. Tiểu hữu, đi thông thả. Hoàng Sơn quân cười nói. Mặt họa gật đầu, liền đi ra ngoài, nhưng một chân bước ra ngoài cửa, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Hoàng Sơn quân. Trong lòng Hoàng Sơn quân căng thẳng, cười mỉa nói, tiểu hữu, còn có chuyện gì sao? Mặt họa quan sát xung quanh một chút, hỏi, Sơn quân, miếu này của ngươi rách nát quá, muốn ta tìm người sửa một chút không? Thần sắc Hoàng Sơn quân hơi lạnh, vội vàng nói, ý tốt của tiểu hữu, Sơn quân xin nhận, nhưng miếu thờ này mặc dù rách, hở gió lại dột mưa, ta ở lại đã quen. Tục ngữ nói, miếu lớn thờ đại thần, miếu nhỏ thờ tiểu thần, miếu hoang này vừa vặn thờ cúng tiểu sơn thần nghèo túng này của ta. Ồ, mặt họa gật đầu, ánh mắt nhìn về phía hoàng sơn quân bỗng nhiên ngưng tụ, chậm rãi nói, sơn quân, ngươi, là đang trốn tránh thứ gì đó sao, lời này vừa nói ra, sắc mặt hoàng sơn quân lập tức biến đổi. Hoàng sơn quân biến sắc, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục thái độ bình thường vẻ mặt lúng túng cười nói với mặt họa ta bây giờ sa sút tự nhiên cái gì cũng phải trốn sợ tu sĩ đi ngang qua hủy tượng đất sét của ta sợ lan trùng trong núi đoạt cung phẩm của ta sợ quỷ quái tà ma không biết từ đâu tới ô uế miếu thờ của ta chiếm đạo tràng của ta miếu thờ này xây ở núi sâu của nát một chút còn tốt phàm là tinh xảo hoa quý một chút khẳng định liền bị người ngấp nghé hoàng sơn quân nói đến đây vẻ mặt chua xót mặt họa yên lặng nhìn hoàng sơn quân không nói gì hắn liếc mắt một cái có thể nhìn ra hoàng sơn quân đang nói dối nhưng mặt họa cũng không trách nó làm người cũng tốt làm thần cũng được ai mà không có chút ẩn dấu khó nói đây bí mật trên người hắn so với hoàng sơn quân còn nhiều hơn bạn tốt phải làm lâu dài nhất định phải lưu lại đường sống cho nhau cho đối phương không gian giữ bí mật hắn không nói cũng không miễn cưỡng dù sao trốn ở trong miếu hoang ăn gió uống sương chính là nó cũng không phải mình mặt họa lại nhìn hoàng sơn quân thật sâu một chút gật đầu nói cũng đúng hoàng sơn quân đang bị đôi mắt thâm thúy của mặt họa nhìn đến toàn thân sợ hãi trong lòng thấp thỏm không thôi nghe lời ấy lập tức thở phào nhẹ nhõm mặt họa ngẩng đầu nhìn miếu hoang trầm tư một lát lại nói sơn quân ngươi như vậy không tiện trốn đi ta giúp ngươi nhé giúp hoàng sơn quân sững sờ không rõ mặt họa có ý gì ngươi giúp ta trốn đi như thế nào mặc họa nói ta học được chút trận pháp mới có thể che đậy thần niệm cảm giác vẽ ở trên tượng thần ngươi trốn ở bên trong liền không dễ dàng bị người khác phát hiện hoàng sơn quân vô cùng bất ngờ nhưng cũng không muốn phủi ý tốt của mặc họa chắp tay nói vậy liền đa tạ tiểu hữu mặc họa ở bốn phía quan sát một hồi nói bức tượng đất trên miếu vừa vào cửa là có thể nhìn thấy quá bắt mắt vẽ trận pháp cũng vô dụng sơn quân ngươi còn pho tượng nào khác dùng để ẩn thân không? Chuyện này, Hoàng Sơn Quân trầm mặt một hồi. Mặt họa ánh mắt sáng lên, con chó nhỏ sau miếu kia, ngươi thích giấu ở bên trong sao? Ta Hoàng Sơn Quân lắc đầu liên tục, không tốt, không tốt vì tránh mặt họa, mà gửi thân ở trên pho tượng chó con. Loại chuyện xấu hổ này, cả đời hắn cũng không muốn nhắc lại. Hắn có nghèo túng đến đâu cũng là một sơn thần, sơn thần cũng cần sĩ diện. Hoàng Sơn Quân nhìn mặt họa, do dự mãi, lúc này mới cắn răng nói, tiểu hữu, ngươi đi theo ta. Mặt họa thần sắc khẽ động, gật đầu. Hoàng Sơn quân từ bên trong tượng đất, thản nhiên bay ra, dẫn mặt họa rời khỏi miếu hoang, đi tới một chỗ vách núi phía sau miếu. Vách núi, mặt họa nhìn Hoàng Sơn quân. Hoàng Sơn quân có chút xấu hổ chỉ chỉ xuống dưới, phía dưới có một sơn động, tiểu hữu bên này mời Hoàng Sơn quân đi về phía vách núi. Mặt họa đi theo, lúc này mới phát hiện, nơi dây leo già mọc thành bụi bên vách núi che lấp một thềm đá dốc đứng theo bậc đá đi xuống cách vài trượng có một cái động núi động núi không lớn lại rất nông mặt họa bước vào động núi lúc này mới phát hiện trong động còn cất giấu một pho tượng thần tượng thần này cao lớn uy nghi khuôn mặt dài hẹp đôi mắt uy nghiêm có vài phần giống hoàng sơn quân mà tượng thần lại toàn thân do đồng tinh chế tạo một vài chỗ còn mạ một lớp vàng so với pho tượng đất trong miếu đổ nát kia không biết mạnh hơn bao nhiêu mặc họa có chút giật mình nhìn về phía hoàng sơn quân đây không phải là tượng thần bản mệnh của ngươi chứ hoàng sơn quân cười cười không nói gì mặc họa suy nghĩ cảm thấy hẳn không phải hoàng sơn quân dù tin tưởng mình thế nào cũng không thể dễ dàng bại lộ tượng thần bản mệnh của hắn như vậy trừ phi đầu óc hắn hỏng mất người dựa vào quần áo thần dựa vào trang sức tượng thần này hẳn là báu vật hắn tức giấu riêng dùng để nâng đỡ mặt mũi đương nhiên gặp phải nguy hiểm cũng có thể dùng để ẩn thân được vậy ta vẽ trận pháp cho ngươi mặt họa hỏi hoàng sơn quân chấp tay nói làm phiền rồi mặt họa lấy giấy bút ra bắt đầu vẽ trận pháp xung quanh tượng thần trang phục bằng vàng của hoàng sơn quân hoàng sơn quân ở một bên yên lặng nhìn xem trong lòng hiếu kỳ mặt họa đến cùng sẽ vì hắn vẽ trận pháp gì nhưng nhìn một chút, sắc mặt Hoàng Sơn quân lại thay đổi. Chuyện này thân thể hắn rung lên, do dự hồi lâu, mới ấp úng nói, tiểu, tiểu hữu, cái này, cái này chẳng lẽ là, trận pháp thần đạo, vâng. Mặt họa gật đầu. Thật sự là, Hoàng Sơn quân hít vào một ngụm khí lạnh. Sao ngay cả trận pháp thần đạo mà tên ôn thần nhỏ này cũng học được, không được rồi vậy sau này hắn chẳng phải càng vô pháp vô thiên, hắn vẽ trận pháp thần đạo lên tượng thần của mình là có ý gì sắc mặt hoàng sơn quân cứng đờ trong lòng chính là hối hận hết sức hối hận lòng người khó lường quả nhiên tu sĩ căn bản không đáng tín nhiệm sớm biết như vậy mình đã không nên nói ra vị trí của tượng thần này hoàng sơn quân sắc mặt phát khổ thập phần bất đắc dĩ chỉ có thể cầu xin tha thứ nói tiểu hữu hạ thủ lưu tình đừng phong ấn tượng thần của ta phong ấn tượng thần này hắn liền không có đường lui mặt họa nghi hoặc nói ai nói muốn phong ngươi hoàng sơn quân vẻ mặt u oán mặt họa liền an ủi nó ngươi yên tâm không phải như ngươi nghĩ ta dùng trận pháp thần đạo phong bế tượng thần của ngươi sau đó để lại một lỗ hổng cho ngươi tự do ra vào cứ như vậy trận pháp thần đạo sẽ trở thành chỗ dựa cho ngươi ẩn thân che lấp khí tức cho ngươi tương lai nếu như ngươi gặp nạn liền trốn vào bên trong người khác thậm chí là những tà ma khác đều chưa hẳn có thể phát hiện ra ngươi Hoàng Sơn quân sửng sốt một chút, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn không ngờ rằng, thần đạo trận pháp, vốn dùng để chống lại thần minh lại còn có tác dụng như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng đúng. Thần minh bình thường, đường đường chính chính nhận hương khói, không cần trốn đông trốn tây, cũng không cần dựa vào loại phương pháp này để cư trú. Và thần minh xa vào tà đạo, lại đối địch với tu sĩ thần đạo. Trận sư thần đạo đương nhiên sẽ tìm cách phong ấn hắn triệt để sẽ không để lại một tia sơ hở dùng trận pháp phong ấn lại dùng để ẩn thân quả thực là ý tưởng kỳ diệu trong lòng hoàng sơn quân tán thưởng lại nhìn thoáng qua mặt họa trong lòng vô cùng tò mò cũng không biết trận pháp thần đạo này của hắn rốt cuộc học được từ đâu hoàng sơn quân muốn hỏi nhưng rất thức thời không hỏi với sự khôn khéo của tiểu tu sĩ này đoán chừng cũng sẽ không nói cho mình sau khi vẽ xong quả nhiên ở phía sau tượng thần để lại một lỗ hổng trận pháp, nói với Hoàng Sơn Quân, ngươi vào thử xem Hoàng Sơn Quân nhíu mày. Hắn là thần minh, đối với loại trận pháp thần đạo khắc chế thần minh này, tự nhiên có bài xích gần như bản năng. Húng chi, bộ trận pháp này, còn là xuất từ tay mặt họa mò không rõ nội tình. Một khi vào, bị hắn phong ấn lại, liền thật khóc không ra nước mắt. Nhưng bị đôi mắt to trong suốt của mặt họa nhìn, trong lòng Hoàng Sơn Quân lại có chút hổ thẹn thôi đi hắn cắn răng cuối cùng vẫn hóa thành một sợi khói trắng run rẩy mà chui vào bên trong tượng thần sau khi tiến vào tượng thần trận pháp xung quanh giống như vách núi hẹp khiến hắn có chút hít thở không thông và khó chịu hắn có một loại dự cảm một khi lúc này mặc họa phong bế lỗ hổng trận pháp hắn sẽ bị vây ở bên trong tượng thần này bị trận pháp phong ấn vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh mặt trời trong lòng hoàng sơn quân lo sợ bất an cũng may một lát sau mặt họa liền nói thế nào còn tạm được hoàng sơn quân nói ừm um. mặt họa gật đầu vậy ngươi đi ra đi bình thường không cần phải đi vào thật gặp được nguy nan gì lại đi vào trốn tránh hắn cũng không biết hoàng sơn quân ký thân vào trong miếu hoang rốt cuộc đang trốn cái gì nhưng giữ lại một thủ đoạn tóm lại có đường lui hoàng sơn quân hóa thành khói xanh từ trong phong ấn bay ra chợt cảm thấy áp lực chợt giảm thở phào nhẹ nhõm sau đó hướng mặt họa chắp tay thành tâm nói đa tạ tiểu hữu được rồi ta cần phải đi sau này có thời gian rảnh ta lại đến thăm ngươi mặt họa khoác tay áo liền rời khỏi sơn động hoàng sơn quân đưa mặt họa đến cửa miếu hoang tâm tình nhất thời có chút phức tạp cuối cùng do dự thật lâu vẫn mở miệng nói càng học châu giới có tà thần tà thần này có phải mọc ra sừng dê hay không mặt họa hỏi là hoàng sơn quân gật đầu sau đó đột nhiên sững sờ. Ngươi, ngươi biết rồi, không chỉ biết, ta còn từng thấy, thậm chí đều ăn qua, làm sao ngươi biết? Hoàng Sơn Quân có chút khiếp sợ. Mặc Họa nói, ta ở châu giới phụ cận, gặp được mấy con tiểu tà ma, bọn họ tự hồ chính là nanh vuốt của tà thần này. Hoàng Sơn Quân kinh ngạc nhìn mặt Họa, hỏi, vậy ngươi không sao chứ? Mặc Họa cười nói, không có việc gì. Hoàng Sơn Quân gật đầu, nghĩ thầm cũng đúng, thần đạo trận pháp đều học xong mấy con tiểu tà ma, hẳn là cũng làm khó không được, tiểu ôn thần, này. Hoàng Sơn Quân trầm mặt một lát, vẻ mặt nghiêm túc nói trảo nha không đáng sợ, đáng sợ chính là tà thần này, tà thần này, ngủ say rất lâu, vô cùng cổ xưa, hơn nữa tà niệm ngập trời, thực lực bây giờ, chỉ sợ không đủ một phần ngàn thời điểm toàn thịnh, một khi hắn thức tỉnh, dù là chỉ ấp ra một bộ thần thai, đối với thế gian mà nói, cũng là một trận hạo kiếp. Mặt họa nghe vậy, thần sắc cũng trầm xuống hoàng sơn quân mặc dù hiện tại nghèo túng nhưng đã từng khoác qua ánh mắt kiến thức vẫn còn hắn nói như vậy vậy liền mang ý nghĩa chân thân của vị đại hoang tà thần này rất có thể so với mình tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều lắm nhất là có khả năng hắn ta đang thức tỉnh còn nhớ rõ lời ta nói với ngươi lúc trước không hoàng sơn quân lại nói mặc họa vốn muốn hỏi đã nói những lời nào hắn gặp hoàng sơn quân rất nhiều lần cũng nói rất nhiều lời lấy đâu ra còn nhớ rõ, Hoàng Sơn Quân chỉ chính là những lời kia. Nhưng hắn kết hợp ngữ cảnh trước sau, nhíu mày nghĩ, bỗng nhiên nhớ tới. Ý ngươi là, càng học châu giới, không phải là nơi ở lâu sau, không sai, Hoàng Sơn Quân thở dài, trước đó ta đã nói cho ngươi tu hành ở Tông Môn, tu đến trúc cơ hậu kỳ thì rời đi, cho dù trì hoãn chút thời gian cũng đừng vượt qua 10 năm. Trong vòng 10 năm, hẳn là còn kịp nhưng bây giờ xem ra, có chút nguy hiểm. Mặt họa hơi giật mình, có ý gì hoàng sơn quân ngẩng đầu lên nhìn bầu trời nhìn như bầu trời trong xanh vạn dặm cho mày gần đây không biết vì sao tà niệm đột nhiên trở nên sao động tựa hồ có người đang âm thầm bố cục làm cho vị tà thần kia không thể không tăng nhanh tiến độ bây giờ xem ra có thể chống đỡ không đến 10 năm có người đang âm thầm bố cục mặt họa cũng nhíu mày ai vậy lợi hại như vậy lại có thể làm cho tà thần đẩy nhanh kế hoạch mặt họa nghĩ đi nghĩ lại trong lòng đột nhiên lột bột nhảy một cái người mà Hoàng Sơn Quân nói, không phải chính là ta chứ, ta bức tà thần, không đến mức đó chứ, mặt họa trầm mặt một lát, lại lặng lẽ hỏi Hoàng Sơn Quân, Sơn Quân, ngươi nói âm mưu của tà thần, cụ thể là cái gì? Nếu hắn muốn khôi phục, lại nhất định phải làm gì, sắc mặt Hoàng Sơn Quân xoắn xuýt Không thể nói sao? Mặt họa hỏi. Hoàng Sơn Quân thở dài, ta cũng không biết âm mưu cụ thể, ta chỉ biết, phàm là tà thần cổ lão khôi phục, tất nhiên đều sẽ kèm theo một hồi thần sắc hoàng sơn quân nghiêm túc giọng nói lạnh như băng huyết tế long trọng đồng tử mặt họa co rụt lại huyết tế long trọng ngay tại châu giới càng học hoàng sơn quân nhìn về phía mặt họa trầm giọng nói ta chỉ có thể nói tới đây nếu thật sự là như thế huyết tế một khi mở ra sinh linh đồ tháng vạn vật tàn lụi tiểu hữu chính ngươi rất trân trọng mặt họa nhíu mày nhưng mà châu giới càng học nhiều thế gia tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm như vậy rất nhiều lão tổ tọa trấn làm sao lại xảy ra chuyện huyết tế này hoàng sơn quân lắc đầu chuyện này ta không rõ ràng lắm mặt họa không biết là hắn thật sự không biết hay là cố kỵ cái gì cho nên không thể nhiều lời cũng chỉ gật đầu chắp tay nói đa tạ sơn quân ta nhớ kỹ sau đó mặt họa liền cáo từ hoàng sơn quân đưa mắt nhìn mặt họa rời đi nhưng trước khi đi cuối cùng vẫn ý vị thâm trường nói một câu ác của nhân tính chính là tà thần mồi ngon nhất mặc họa thần sắc lo lắng câu nói này vẫn quanh quẩn trong đầu mặc họa mãi cho đến khi hắn rời khỏi núi khô ngồi lên xe ngựa đi tới thành yên thủy cũng chưa từng tiêu tan ác của nhân tính là mồi ngon nhất của tà thần hoàng sơn quân tự hồ đang nhắc nhở cái gì hay là hắn căn cứ quá khứ của bản thân mà phát ra cảm khái mặc họa trong lòng yên lặng trầm tư còn có huyết tế long trọng huyết tế trong phạm vi nhỏ có lẽ sẽ tồn tại nhưng hiến tế cả một châu giới càng học huyết tế quy mô lớn như vậy với nhận thức của mặt họa nghĩ thế nào cũng cảm thấy không có khả năng hơn nữa hoàng sơn quân chỉ nói tà thần cổ xưa sống lại đều sẽ kèm theo một hồi huyết tế long trọng cũng không nói tà thần này nhất định là tà thần đại hoang nơi hắn ta sống lại cũng chưa chắc sẽ chọn ở châu giới càng học mà rất có thể là ở đại hoang mặt họa lắc đầu được rồi trước không suy nghĩ những thứ này, loại âm mưu lớn của tà thần này, không phải ta trước mắt có thể giao thiệp. Ta rất nhiều cũng chỉ là trộn một chút quyền hành của hắn, ăn một chút yêu ma của hắn, hủy đi mấy cái tế đàn mà thôi. Còn đều là nhị phẩm. Đối với đại hoang tà thần không biết là mấy phẩm, nhưng khẳng định phẩm giai rất cao mà nói, hẳn không tính là đại sự gì. Vẫn là phải dùng thời gian và tinh lực, cố gắng tăng lên chính mình mặc họa thầm nghĩ trong lòng sau đó hắn bắt đầu chuyên tâm ngồi thiền, nhắm mắt dưỡng thần. Xe ngựa cũng chở hắn, ung dung thông thả đi về phía Yên Thủy Thành. Một đường không có chuyện gì xảy ra. Khi đến Yên Thủy Thành, trời đã chạng vạn tối. Hắn hỏi thăm vị trí của Diệp Gia, xác định phương hướng, đi thẳng đến trước cửa Diệp Gia, nhưng lại phát hiện Diệp Gia phòng thủ nghiêm ngặt, cấm mọi tu sĩ không phải của gia tộc vào. Mặt họa không thể chen vào. Hỏi thăm lung tung, Đoán chừng cũng không tốt lắm, sẽ bị coi là tu sĩ khả nghi Mà nếu Diệp Gia thật sự có mờ ám, còn có thể sẽ đánh rắn động cỏ Mặt họa lại ở ngoài tường, đi một vòng quanh Diệp Gia, quan sát trận pháp một chút Bố cục trận pháp cơ bản, hắn có thể đoán ra 7-8 phần Nhưng Diệp Gia là gia tộc tam phẩm, trong phủ đệ cũng bày không ít trận pháp tam phẩm Với trình độ trận pháp của mặt họa hiện tại, vẫn chưa dễ xử lý giải nhị phẩm trận pháp cậy góc tường, ngược lại là có cơ hội trà trộn vào. Nhưng một khi bị phát hiện, vậy phiền phức lớn rồi. Mặt họa đi vòng vòng, không tìm được cơ hội ra tay, thấy trời đã tối, liền tìm một quán mì gần đó ăn mì. Quán mì đơn sơ giản dị, chỉ gọi là quán mì vương ký. Mặt tiền quán không lớn, chủ quán chỉ có một người, là một bà lão tinh thần minh mẫn, lại hơi hay nói chuyện. Quán mì này, cũng là mặt họa sau khi dạo chơi hai vòng cố ý chọn, vì thích tính cách, mẫu môi, hay nói chuyện của bà chủ quán. Lúc này trời đã tối, giờ ăn đã qua, người ăn mì cũng không nhiều. Mặt họa gọi một tiếng, chị, khiến bà lão vui mừng, không chỉ cho mặt họa thêm mì, còn tặng thêm hai phần dưa muối. Sau đó hai người trò chuyện một lúc, mặt họa liền khéo léo hỏi về chuyện nhà họ dịp. Có một số việc, người ngoài khó dò hỏi, nhưng những tán tu sinh sống trong phố phường, quen nghe lời đồn đãi lại hiểu rõ mặc họa trò chuyện với bà chủ quán một lúc trong lòng đã hiểu rõ nhà họ diệp ở yên thủy thành danh tiếng không tốt họ thường xuyên ức hiếp các tán tu ngang nhiên trong làng tuy không quá mức khiến đạo đình ti phải trách phạt nhưng cả công khai lẫn bí mật đều bị người khinh thường đối mặt bọn họ nịnh nọt leo lên trong gia tộc quan hệ đệ tử cũng không hòa thuận hơn nữa diệp gia còn có một việc là nổi danh, chính là bán nữ nhi. Diệp gia bọn họ, vì nịnh nọt, chuyện gì cũng làm được, năm ngoái liền đem một đít nữ gia tộc hơn 20 tuổi, cả cho một cái trưởng lão sắp 300 tuổi, quá vợ trong tông môn nào đó. Loại chuyện này, cũng chỉ có diệp gia bọn họ làm ra được đại thẩm chủ quán ghét bỏ nói. Ánh mắt mặt họa khẽ động, bỗng nhiên hạ thấp giọng, nhỏ giọng nói, chuyện này, ta cũng nghe nói, hình như sau đó đít nữ diệp gia này không cam lòng chịu nhục, tự sát chủ quán sửng sốt, tự sát rồi sao không có a à không tự sát sao mặt họa giả vờ như vẻ mặt hoang mang chủ quán cũng cau mày suy nghĩ một chút lắc đầu nói hẳn là không tự sát ta chưa từng nghe người khác nói mặt họa thầm nói lẽ nào ta nhớ lầm tự sát không phải cái này diệp gia, còn có người khác tự sát sao tự sát chủ quán lắc đầu gần đây chưa nghe nói qua chết tử tế không bằng sống ổn cuộc sống khó khăn nữa cũng phải chậm rãi chịu đựng, không phải vạn bất đắc dĩ, ai không có việc gì sẽ tự sát, thật sao, mặt hòa ánh mắt ngưng lại. Nhưng cũng không chắc, chủ quán lại nói. Diệp gia nhiều việc bất nghĩa, cho dù có chết người, cũng sẽ che giấu, đoán chừng sẽ không để cho người khác biết. Vì trèo cao gã ra cô nương, nếu bị người lăng nhục, tự sát bỏ mình, Diệp gia đoán chừng chẳng những sẽ không lộ ra, sợ là còn có thể lại chọn một nữ tử, đưa vào trong hố lửa này tỉ tỉ, loại chuyện này rất nhiều sao? Mặc họa hỏi. Ai biết được, đại thẩm chủ quán không kìm lòng được, lại cho Mặc họa thêm một thì mì. Diệp gia chính là dòng chính công tử chết rồi, bình thường cũng sẽ không lộ ra, ai biết âm thầm hại chết bao nhiêu người công tử dòng chính đã chết, đúng vậy. Đại thẩm cửa hàng nói. Năm ngoái, vẫn là năm trước, công tử Diệp gia bọn họ, đi ăn chơi đàn điếm, chết ở trên sông Yên Thủy Hà, đồng tử của mặt họa hơi co lại diệp gia công tử ăn chơi đàn điếm chết trên sông yên thủy hà mặt họa nhỏ giọng hỏi hoa thiên tủ địa là hoa pháp như thế nào chủ quán vừa định mở miệng ngẩng đầu thấy mặt họa trắng nõn thanh tú liền lắc đầu nói không phải chuyện tốt gì thiếu nhi không nên ngươi là đứa trẻ ngoan đừng dính vào những thứ lung tung kia ồ mặt họa có chút không vui lại hỏi vậy vị diệp công tử này là chết như thế nào còn có thể chết như thế nào chủ quán biểu môi nghe nói là thuyền đắm một thuyền sáu người toàn bộ chết đuối bị thủy yêu trong nước cặm đến hoàn toàn thay đổi ánh mắt mặt họa ngưng lại thầm nghĩ quả nhiên đang yên đang lành sao đột nhiên lại chìm thuyền rồi mặt họa nghi hoặc nói đại thẩm bà chủ trần chờ một lát nhìn xung quanh một chút lúc này mới hạ thấp giọng nói nào có đơn giản như vậy vòng tròn của những công tử thế gia này rất loạn dịp công tử này là một công tử ăn chơi trác táng ngày thường hành tung cũng không kiểm điểm vô trương háo sắc lần này nghe nói là cùng công tử khác tranh giành tình nhân, bị người ghi hận, có người âm thầm mướn người, đem thuyền của hắn làm chìm, đem người một thuyền đều chết đuối rồi. Bà chủ quán lại nhảy nói. Hắn đắc tội với ai? Mặt họa hỏi. Bà chủ quán lắc đầu, cái này ai biết? Diệp gia cũng không truy cứu, bọn họ không dám. Chủ quán nói, Diệp gia ở Yên Thủy Thành này, ngược lại có uy tín danh dự, nhưng đặt ở toàn bộ địa giới càng học liền không tính là cái gì. Vị công tử Diệp Gia kia, ở xung quanh Yên Thủy Thành, còn có thể tính là công tử. Nhưng ở trong đại thế gia khác, những công tử như thần long thấy đầu không thấy đuôi, thiên nhân kia, sợ là ngay cả tùy tùng cũng không bằng mặt họa nghe vậy, trong lòng cũng có chút cảm khái. Thế nhân phân cao thấp sang hèn, đấu đá lẫn nhau. Người dẫm người khác dưới chân, cuối cùng sẽ bị người chỗ cao hơn dẫm ở dưới chân. Diệp gia chính là như thế bất tri bất giác, mì mặt họa đã ăn xong, cũng hỏi không ra nhiều thứ hơn, liền thanh toán sổ sách, thuận tiện cho thêm hai viên linh thạch. Bà chủ quán thoái thác không được, liền nhiệt tình đưa mặt họa rời đi, còn nói một đống lời hữu ích. Sau khi rời đi, mặt họa lại đi dạo quanh vùng lân cận, tối đến tìm một nhà khách sạn để nghỉ ngơi. Trong thời gian đó, hắn cũng nghe ngóng một số tin tức, nhưng không có tác dụng gì lớn, hơn nữa rất nhiều rõ ràng là tin đồn, không thể tin tưởng. Đến sáng sớm hôm sau, Mạc Họa ăn xong mấy cái bánh bao lớn, liền thuê một chiếc xe, rời khỏi Yên Thủy Thành. Tuần hưu chỉ có hai ngày, thời gian có hạn, hắn cũng không thể trì hoãn thêm nữa, chỉ có thể về Tông Môn trước. Tuy nhiên, trước khi về Tông, Mạc Họa nghỉ tiện đường, lại đi một chuyến đến làng trà nhỏ. Từ sau khi trải qua sự kiện thôn cá huyết sắc, phá hủy miếu hà thần, giết hà thần đọa hóa, nuốt một hóa thân của tà thần, Mạc Họa cũng không còn đi qua làng trà nhỏ nữa cũng không biết hiện tại trong làng thế nào. Lúc này là buổi sáng, ánh nắng rực rỡ. Yên thủy hà lấp lánh ánh sáng, cỏ cây xanh mướt, nước sông róc rách chảy về phương xa, giống như một dải lụa màu ngọc bích. Cảnh sắc rất đẹp, nhưng mặt họa nhìn thấy, chẳng biết tại sao, trong lòng lại có cảm giác bất an. Dường như trong dòng sông đẹp để này, ẩn chứa những thứ bẩn thỉu không thể nhìn thấy. Khoảng hơn một canh giờ sau, mặt họa đã đến làng chài nhỏ vừa đến cửa làng, đã có không ít ngư tu chào hỏi hắn. Chào tiểu công tử, tiểu công tử đến rồi, đã lâu không gặp mặt họa cũng cười chào hỏi họ. Chỉ chốc lát sau, lão vu cũng tới, nhìn thấy mặt họa, thiên ân vạn tạ, vẫn luôn gọi ân công, còn nói sắp đến trưa rồi, nếu ân công không chê, đến nhà chúng ta uống chút canh cá. Uống canh cá mặt họa tâm tình có chút phức tạp. Nhưng hắn cũng không từ chối, lần này đến làng trà nhỏ, chính là tìm lão vu hỏi vài thứ. Đến nhà lão vu, trong nhà hắn vẫn là cái sân của nát kia, cũng may người một nhà đoàn tụ, vô cùng náo nhiệt, khói lửa cũng đủ. Vừa vào cửa, lão vu đầu đã gọi hai đứa cháu trai tới. Tiểu thuận tử, tiểu thủy tử, đến, dập đầu với ân công. Tiểu thuận tử và tiểu thủy tử không chút hàm hồ, bịt một tiếng quỳ xuống, dập đầu hai cái. Mặt họa cản cũng không ngăn lại, không cần khách khí như vậy mặt họa bất đắc dĩ nói. Lão vu đầu cũng rất cố chấp, ngươi cứu mạng hai đứa nhỏ này, tu vi bọn họ thấp, không có bản lĩnh, báo đáp không được cái gì, dập đầu hai cái tính là gì, hai đứa nhỏ dập đầu xong, đứng lên, hai đôi mắt sáng lấp lánh nhìn mặt họa. Mặt họa cũng dò xét bọn họ một chút. Hai đứa trẻ này, lần đầu tiên mặt họa gặp, vẫn là ở bờ Yên Thủy Hà, mấy đứa hắn và trình mặt, lúc ngồi sổn bắt Giang Long thì gặp được đứa nhỏ nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Khi đó hai đứa nhỏ này tuy nhỏ, cũng chỉ có tu vi luyện khí, nhưng đã rất hiểu chuyện, biết giúp đỡ đại nhân. Lúc ở miếu hoang, hai người bị xem như tế phẩm, hiến tế cho tà thần. Sau khi cứu về, khí tức yếu ớt, sắc mặt cũng tái nhợt. Hôm nay qua hơn một năm, nguyên khí của hai đứa nhỏ rõ ràng khôi phục, khuôn mặt phơi nắng đến đen một chút, nhưng nhìn càng tinh thần, hơn nữa tu công pháp, bạch lãng quyết, mà mặt họa cho, quanh thân thủy kình lưu chuyển, linh lực cô động, tu vi cũng tinh tiến không ít. Tiến độ tu luyện của họ còn nhanh hơn mặt họa tưởng tượng không ít. Mặt họa mừng rỡ trong lòng, từ trong túi trữ vật lấy ra hai món lễ vật nhỏ, đưa cho họ. Là một đôi ngọc bội ít nước. Đây là lễ tiết hắn tặng cho cố gia ăn Tết, không biết vị cố gia trưởng lão nào tặng cho hắn. Lão vu đầu thấy hai miếng ngọc bội quý báu này, sợ hết hồn, vội vàng chối từ nói, chuyện này tuyệt đối không được, chúng ta làm sao không biết xấu hổ nhận ân công lễ. Không có việc gì, cầm đi, mặt họa nói. Dù sao bình thường hắn cũng không dùng được. Tiểu thuận tử và tiểu thủy tử gãi đầu, cũng từ chối nói, ân công, chúng ta kỹ năng bơi tốt, không cần mặt họa lại khuyên bảo họ. Chính là bởi vì các ngươi kỹ năng bơi tốt, cho nên mới phải ma ngọc bội tích nước, dùng để phòng ngừa vạn nhất tục ngữ nói, chết đuối do ỷ vào việc biết bơi. Thủy tính càng tốt, càng dễ dàng kiêu căng trong lòng, mất đi lòng kính sợ đối với nước. Mà thủy hỏa vô tình. Cả đời trong gió ngoài nước, hễ xảy ra chút sơ xuất, mạng sẽ bị chôn vùi trong đó, ngay cả cơ hội cứu vãn cũng không có, mặt họa nói tương đối thẳng thắn. Hai đứa trẻ nghe vậy, trong lòng nghiêm nghị. Lão vu đầu nhìn hai đứa cháu trai bảo bối, cuối cùng vẫn không cự tuyệt được, cuối cùng chỉ có thể nói, lại đây, dập đầu hai cái với ân công. Tiểu thuận tử và tiểu thủy tử lại làm bộ muốn bái lạy mặt họa vội vàng kéo chúng lại. Được rồi được rồi, không sai biệt lắm là được rồi, lão vu cũng không già mồm cãi láo, mà bắt đầu thu xếp cơm trưa. Dựa nước ăn nước. Cơm trưa của ngư tu, chủ yếu vẫn là cá. Hôm trước ta câu được một con phỉ thúy hoa lân ngư, chất thịt tươi non, canh cá tươi ngon, vô cùng hiếm thấy, bình thường một năm cũng câu không được mấy con, loại cá này bởi vì ít, người khác không biết hàng, cũng bán không được giá bao nhiêu. Lão vu cười đầy mặt ta còn nói vì sao vận khí đột nhiên tốt như vậy nguyên lai là hôm nay có khách quý tới cửa hà thần lão gia đem cá này đưa ta để cho ta tới chiêu đại ân công cho tốt ông ấy ở trong nước mưu sinh cả đời bất kể chuyện gì xảy ra gặp chuyện vẫn thích treo bên cạnh hà thần một lát sau vua đại xuyên ra ngoài đánh cá cũng đã trở về thấy mặt họa lại là một phen cảm ơn rối rít sau đó mọi người vây quanh bàn ăn cơm mặt họa liền bị đẩy lên ghế trên một bát canh cá vị thúy hoa được bưng lên, chất thịt tươi non, màu canh thuần hậu, mùi thơm bốn phía. Mặt họa nhìn chầm chầm canh cá hồi lâu, xác nhận bên trong không có cá nhỏ màu đỏ, hoặc là tà ma cùng loại khác, lúc này mới yên lòng. Ăn thịt, uống nước, cả nhà lão vu lần lượt mời mặt họa uống rượu. Rượu không phải rượu ngon. Ngư tu cũng không uống nổi rượu ngon. Nhưng một nhà lão vu đầu thịnh tình chân thành, mặt họa uống, cũng cảm thấy không tệ chỉ là mùi rượu có chút mạnh, uống có chút cây cổ họng. Sau khi ăn uống no đủ, Vu Đại Xuyên lại muốn xuống sông. Tiểu Thuận Tử và Tiểu Thủy Tử hai đứa nhỏ, ngã chỏng vó nằm dưới mái hiên ngủ trưa. Lão Vu thì rót một ấm trà, cùng mặt Họa nói chuyện phím ở trong phòng. Nói chuyện một lúc, Mạc Họa liền nhân cơ hội hỏi vua Lão Gia, ngài còn nhớ vị, công tử, chết đuối ở Yên Thủy Hà kia không, công tử nào? Lão Vu đầu nhất thời không nhớ ra chính là lần đầu tiên gặp mặt, ta nói ta đang câu cá, ngài khuyên ta đi mau, nói bờ sông vài ngày trước, vừa mới chết người, thi thể bị thủy yêu gặm đến hoàn toàn thay đổi, ừm, lão vu nhớ ra rồi, cực đầu nói, đúng là có chuyện như vậy. Mặt họa hỏi, ngài biết công tử kia là ai không, lão vu lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói là yên thủy thành, còn là công tử của gia tộc tam phẩm, là ai ta cũng không rõ lắm. Loại chuyện này, nói ra thì mất mặt, đoán chừng gia tộc họ cũng không quá reo rao mặt họa gật đầu ánh mắt khẽ động nhỏ giọng nói vua lão gia có phải trước đó ngài còn nói thuyền yên chi chu không lão vua ngẩn ra ánh mắt nhìn về phía mặt họa trở nên vi diệu vẻ mặt hắn ngưng trọng do dự mãi cuối cùng nói lời thấm thía ân công à ta biết ngươi tuổi còn nhỏ dễ dàng cảm thấy hứng thú đối với loại chuyện này nhưng huyết khí phương cương những chi sắc loại nơi yên liễu kia tuyệt không thể tùy tiện lây dính nếu không sẽ phá hủy căn cơ tu đạo chờ ngươi lớn lên một chút, nghiêm chỉnh định hôn sự, cưới một nàng dâu, sau đó lại cân nhắc những chuyện nam nữ này lão vu đầu dùng giọng điệu của một người từng trải khuyên nhủ Mặt họa thần sắc trì trệ, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói, vu lão gia, ngươi nghĩ sai rồi, ta có chính sự. Chính sự. Lão vu ngẩn ra. Mặt họa liền hạ giọng nói, là một vụ án mạng của đạo đình ti. Vẻ mặt lão Vu đầu lập tức trở nên khẩn trương. Mặt Họa nói: "Ta chỉ lén nói cho ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng nói với người khác." Lão Vu đầu đối với ba chữ "Đạo Đình Ti" này, có một loại kính sợ tự nhiên, tuy rằng sau lưng thường xuyên mắng Đạo Đình Ti tham nhũng một nát, người trôi nổi trong sự tình, nhưng chân chính gặp được Đạo Đình Ti, vẫn là tất cung tất kính, một chút cũng không dám chậm trễ. "Nhất định, nhất định." Lão Vu gật đầu như trống bỏi mặt họa liền hỏi yên chi chu rốt cuộc là cái gì lão vu liếc mắt nhìn hai bên thấy các đại nhân xuống sông làm việc hai đứa cháu trai nhỏ ngủ rất ngon phụ cận cũng không có những người khác liền nhỏ giọng nói chính là thuyền hoa thuyền hoa hoa này không phải bông hoa là chỉ người chính là những nữ tu trẻ tuổi xinh đẹp ý của thuyền hoa là loại thuyền chứa nữ tu này làm chính là buôn bán da thịt lão vu lặng lẽ nói mặt họa giật mình đó chính là thanh lâu trên nước, đúng. Lão Vu gật đầu nói. Mặt họa nhíu mày, nhưng mà tông môn ở khắp nơi trong giới hạn càng học châu, đệ tử như mây, lấy truyền đạo dạy học làm tôn chỉ, học phong hưng thịnh, là cấm thiết lập tất cả thanh lâu sở quán. Không chỉ trong càng học châu giới, cho dù là địa giới xung quanh, dựa theo quy định, cũng không cho phép có loại kinh doanh này sinh tồn. Lão Vu thở dài, nhân tính như thế, nơi nào cấm được cái thuyền hoa kia, mặt họa hỏi, vu lão gia ngài từng lên đó chưa lão vu vội vàng xua tay nơi đó đâu phải nơi mà loại người như ta có thể đi lên vậy làm sao ngài biết bên trong làm chính là nghề da thịt mặt họa nói lão vu cười cười lão đầu tử ta tuy ngu dốt tu hành cũng đần nhưng sống lâu gặp nhiều rất nhiều chuyện vừa nhìn liền hiểu bọn họ làm thuyền treo chút hoa màn che lại liền cho rằng giấu được người khác nhưng ngược lại giấu đầu hở đuôi loại chuyện nam trộn nữ kỹ này Tựa như mèo con trộn cá, dấu không được mùi tanh mặt họa nghe vậy, không khỏi nhìn lão vu một cái. Người sống cả đời, đều có đạo của mình. Cho dù là một số tiểu nhân vật không có tiếng tăm gì, cũng đều sẽ có chút kinh nghiệm hoặc kiến giải độc đáo. Mặt họa lại hỏi, vu lão gia, ngài tận mắt nhìn thấy thuyền hoa chưa? Lão vu nghiêm nghị gật đầu, gặp qua mấy lần mấy lần đó, đều là ta xuống sông đánh cá, bận đến quá muộn, vừa thu lưới, còn chưa từng nghỉ ngơi, xem xét thời gian cũng đã qua giờ tí lúc này trên sông đột nhiên sẽ nổi sương mù trong sương mù mịt mờ cái gì cũng không nhìn thấy một lát sau liền có ánh sáng đỏ đỏ xanh lục sáng lên từng chiếc từng chiếc thuyền hoa từ thượng du chạy tới trên thuyền treo màn che tre, đốt đèn màu hoa lệ đến không được còn có tiếng cười nam nữ truyền ra rung động lòng người cách bờ sông đều có thể ngửi được mùi son phấn nồng đậm cho nên gọi là yên chi chu những chiếc thuyền này không dừng lại vẫn chạy về phía xa cũng không biết cuối cùng sẽ cập bờ ở nơi nào mặc họa lại có chút ngoài ý muốn không chỉ một chiếc lão vu gật đầu đúng vậy có rất nhiều chiếc lúc ta nhìn thấy bình thường đều có bảy tám chiếc bị sương mù bao phủ xếp thành đội bơi về phía trước mặt họa nhíu mày lão vu đầu nói hình như có một chút khác biệt với những gì nàng nhìn thấy đêm đó hắn ở trong yên thủy hà cũng từng thấy thuyền hoa bóng đêm dày đặc nước sông tối tăm trên chiếc thuyền hoa kia lại đèn đúc sáng chói khói nhẹ rô man tà âm lượng lờ nhưng thuyền hoa này lại chỉ có một chiếc hơn nữa trên thuyền còn có một đám bóng người công tử thậm chí hắn còn ở trong bóng tối cách một lớp sương đen cùng với một vị công tử như yêu ma đôi mắt đỏ tươi như sao vây quanh mặt trăng nhìn nhau một cái cảnh tượng đêm đó lại hiện lên trong đầu mặt họa hắn nhất thời có chút thất thần ân công ân công lão vu gọi vài tiếng mặt họa mới phục hồi tinh thần lại lão vu thấy thần sắc mặt họa ngưng trọng không khỏi có chút khẩn trương thấp giọng hỏi thuyền hoa này liên quan đến án mạng gì rất nghiêm trọng sao mặt họa nào biết đâu rằng hắn chỉ thuận miệng nói cái này còn khó nói mặt họa thấy lão vu có chút thấp thỏm liền nói nhưng vụ án này không liên quan nhiều đến các ngươi ta chỉ tùy tiện hỏi thôi lúc này lão vu mới yên tâm mặt họa còn muốn hỏi thêm gì nữa liền thấy dưới mái hiên xa xa tiểu thuận tử và tiểu thủy tử trở mình dụi dụi mắt tựa hồ đã tỉnh liền không hỏi nữa có một số việc quả thực khiến tiểu hài tử nghe xong không tốt lắm lúc này đã qua giữa trưa khô nóng thối lui mặt trời bắt đầu nghiêng mặt họa liền cáo từ lão vu cực lực giữ lại muốn cho mặt họa ngủ lại một đêm buổi trưa không có gì phải chuẩn bị buổi tối ta đã dặn dò qua để cho đại xuyên đi sông vớt mấy con cá lớn làm tiệc toàn cá mời ân công nếm thử toàn ngư yến mặc họa quả thật có chút thèm ăn. Nhưng hắn lại thật sự không rảnh. Nghỉ phép kết thúc, hắn còn phải nhanh chóng trở về tông môn, nếu muộn thì phải đi đường ban đêm. Vua lão gia, tâm ý của ngài ta nhận, lần sau đi, mặc họa uyển chuyển từ chối. Lão vu đầu giữ lại mãi, thấy thực sự không giữ được, liền dùng sọt cá đựng mấy con cá bạc, để mặc họa mang về ăn, sau đó tự mình đưa mặc họa đến cửa. Trước khi rời đi, mặt họa lại buông thần thức ra Quét mắt nhìn một chút làng chài nhỏ xác định không có khí tức của tà thần lúc này mới hoàn toàn an tâm bất quá hắn thu hồi thần thức vừa định quay người muốn đi chợt phát giác cái gì thần sắc khẽ biến quay đầu hỏi trong làng chài còn cung cấp hương hỏa vâng lão vu gật đầu vẻ mặt thành kính nói vài ngày trước có cung phụng một tiểu tiên đồng bảo vệ mọi người bình an tiểu tiên đồng mặt họa ngây ngẩn cả người ai vậy tiểu tiên đồng này, rốt cuộc là ai, xuất hiện từ đâu, mặt họa một chút ấn tượng cũng không có. Chuyện xảy ra khi nào, lão vu nói, hơn một năm, sau khi tiểu thuận tử và tiểu thủy tử được cứu ra, các thôn dân liền ở sau thôn nơi đó, mở điện thờ, lập tượng, còn cúng hương hỏa. Ánh mắt mặt họa khẽ nhúc nhích, ngươi có thể dẫn ta đi xem không, đây là đương nhiên, nhưng mà, lão vu chần chờ nói, ân công, ngươi không vội sao, ta đi xem một chút, xem xong liền đi vậy được lão vu gật đầu phân phó tiểu thuận tử và tiểu thủy tử giữ nhà sau đó đi trước dẫn đường dẫn mặt họa tới thôn sau thôn sau vẫn giống như trước đây rất ít hộ gia đình cái giếng thông tới làng chài màu máu kia cũng còn đó đương nhiên trận pháp mở ra cửa vào đã bị mặt họa xóa đi mà cách giếng nước không xa trên vách núi đá đục ra một tòa miếu thờ nho nhỏ trước điện thờ có đặt bàn thờ nhỏ bày biện chút trái cây cúng tế ở giữa thì thờ một pho tượng đất sét mặt họa nhìn bức tượng đất này chìm vào suy tư bức tượng đất sét này là một tiểu tiên đồng chế tác tương đối thô ráp rõ ràng là do đám ngư tu này tự mình nặng ra nhưng dáng vẻ cũng không tệ lắm lưng đeo kim kiếm tiên khí nghiêm nghị ngồi ngay ngắn ở trong điện thờ có vẻ rất có khí phái mấu chốt là tướng mạo và mặt mày của bức tượng đất này mặt họa nhìn vô cùng quen mắt mặt họa thần sắc vi diệu liền hỏi lão vu tại sao phải lập bức tượng tiên đồng này lão vu vẽ mặt nghiêm túc chậm rãi nói không dối gạt ân công trước đó các tu sĩ trong làng chúng ta cùng nhau gặp ác mộng trong ác mộng có một con cá lớn quái dị đầu to như miếu râu cá to như cây cối răng nanh trắng bóng trên người đẫm máu nhìn vô cùng đáng sợ khắp nơi ăn thịt người ngay lúc con cá quái này làm sằng làm bậy một tiểu tiên nhân từ trên trời giáng xuống tiểu tiên nhân này cả người kim quan chói mắt đạp không mà đến tay cầm kim kiếm Hào quang vạn trượng, trở tay liền chế phục con cá lớn này, sau đó tay nâng kiếm hạ xuống, kim quang lóe lên, liền chém đầu con quái vật cá này, ngoại trừ tai nghiệt này, làng cá chúng ta cũng tránh được một trận đại kiếp nạn, lão Vu đầu nói đến đây, vẻ mặt may mắn, sau đó lại thở dài, nhưng vị tiểu tiên nhân này chỉ hiển lộ thân hình ở trong mộng, lại tới vô ảnh đi vô tung, sau khi giết cá quái, liền không. Thấy bóng dáng. Chúng ta cảm kích ân tình của vị tiểu tiên nhân này, liền ở chỗ này xây miếu thờ cho hắn, lập tượng thần, ngày lễ ngày Tết, bày lên cống phẩm. Nếu như mùa màng không tốt, sóng gió quá lớn, hoặc là đã xảy ra chuyện cổ quái, cũng sẽ đến nơi đây đốt một nén nhang, bái lại vị tiểu tiên nhân tay cầm kim kiếm này, cầu hắn bảo phong điều vũ thuận, bảo vệ một phương bình an mặc họa ngây ngẩn cả người. Lão vu đầu nói từng chuyện, không phải đều là chuyện hắn đã làm sao náo loạn nửa ngày tiên đồng lại là chính ta, mặc họa tâm tình có chút vi diệu. Hắn lại có chút tò mò, liền vụn trộm hỏi lão vu đầu người bái ta người bái tiểu tiên nhân này thật sự hữu dụng sao lão vu đầu gật đầu liên tục có tác dụng có tác dụng thật sự đó là đương nhiên lão vu đầu một mặt kính sợ nếu như liên tục có mưa bái tiểu tiên đồng này ít ngày nữa trời sẽ mưa nếu như bắt không được cá sau khi bái cũng sẽ chuyển vận thế ngày đó lão nhị xuống sông bị thủy yêu cắn một chân thiếu chút nữa thì bị kéo xuống sông kết quả vận khí tốt cứ thế mà giữ được tính mạng Hắn trở về nói, cũng may trước khi chính mình xuống nước, đến bái tiểu tiên nhân, bằng không sợ là mạng cũng không còn, ông lão Triệu ở đầu làng, vợ khó sinh, cũng là đến cầu khấn tiểu. Tiên đồng này mới bảo vệ được mẹ con Bình An mặc họa, hắn cũng không biết, mình lại lợi hại như vậy, còn có thể bảo vệ mẹ con Bình An sẽ không có lúc nào không linh nghiệm sao? Mặc họa lại hỏi. Lão Vu đầu suy nghĩ một chút, thỉnh thoảng cũng có, nhưng đây nhất định là bởi vì chúng ta không đủ thành tâm hoặc là quá tham lam đòi hỏi vô độ cho nên tiểu tiên nhân mới không để ý tới chúng ta tiểu tiên nhân khẳng định cũng rất bận rộn không có khả năng lúc nào cũng chiếu cố chúng ta hắn giúp chúng ta đó là tình cảm không giúp cũng là bổn phận không thể trong lòng có oán hận lòng người không được giống như rắn nuốt voi nếu quá tham lam sẽ gặp báo ứng lão vu đầu vẽ mặt nghiêm túc thấm sâu trong người mặt họa gật đầu không thể không nói lý do thoái thác này của lão vu ngược lại còn rất kín đáo. Mặt họa lại nhìn chầm chầm vào trong điện thờ. Tiểu tiên nhân thân mang kim kiếm, uy phong lẫm liệt, đang chịu hương khói nhìn một chút, trong lòng đột nhiên hiện ra một vấn đề. Ta thật sự có thể ăn hương khói sao? Hắn nhớ rõ hoàng sơn quân đã từng nói thần linh mới có thể ăn hương khói. Mình là người sống sờ sờ, sao có thể ăn hương khói? Hơn nữa hắn được thung dân làng chài nhỏ cung phụng như tiểu tiên đồng, những ngày qua cũng không có cảm thụ đặc thù gì nếu mình không thể ăn hương hỏa vậy những hương hỏa này lại cung phụng đi nơi nào một loại nhân quả nào đó trong cõi u minh mặt họa nghĩ mãi mà không rõ hắn lại nhìn trầm trầm tượng đất của mình bỗng nhiên thần niệm khẽ động bắt lộ ra kinh ngạc nhưng hắn không nói gì mà là nói với lão vu ta xem xong thời gian không còn sớm vu lão gia ta đi về trước ân công đi thông thả lão vu đầu nói ta tặng cho ngươi lão vu đầu tự mình đưa mặt họa đến đầu thôn đưa mắt nhìn mặt họa đi xa lúc này mới về đến nhà, dặn dò hai cháu trai ân công tặng các ngươi đồ vật, cẩn thận cất kỹ. Hai đứa nhỏ, trân trọng mà thắt ngọc tích thủy mà mặt họa đưa lên trên cổ. Lão vu gật đầu nói, các ngươi đừng nhìn ân công tuổi không lớn, nhưng người ta là đệ tử đại tông môn, có truyền thừa thượng thừa, ánh mắt kiến thức còn có bản lãnh, đều là nhất đẳng. Lời hắn nói, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ trong lòng, tuyệt đối không thể quên. Còn có, lão vu thở dài, cảm khái nói, Chúng ta tuy là tán tu, tháng ngày nghèo khổ, nhưng cũng phải giảng đạo nghĩa. Ta già rồi, đời này cứ như vậy, không có bản lĩnh gì, không báo đáp được ân tình của ân công, nhưng hai đứa con các ngươi không giống nhau, các ngươi còn nhỏ, con đường tương lai còn rất dài, nếu như sau này tu đạo có thành tựu, nhất định phải nghĩ biện pháp, hảo hảo hoàn lại phần đại ân này. Hai đứa cháu đều nghiêm túc gật đầu. Ừm, ông nội, chúng ta nhớ kỹ, được. Lão Vu vui mừng gật gật đầu. Mà lúc này, thôn nhỏ phía sau làng chài. Trước điện thờ của tiểu tiên nhân, hương khói lượng lờ, bốn bề vắng lặng. Mặt họa đã rời đi, lại dần dần hiển lộ ra thân ảnh. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn trầm trầm vào điện thờ vài lần, sau đó chậm rãi nói, ra đi. Trong điện thờ không có động tĩnh. Mặt họa khẽ nhíu mày. Ngay tại thời điểm hắn có chút không kiên nhẫn, trong điện thờ, ánh bạc chấp lên, một con cá bạc nho nhỏ màu trắng thuần, rung rẩy bơi ra, đối với mặt họa một mực cực đầu, giống như là đang dập đầu. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm tinh tế mà thanh thúy, truyền vào trong tai mặt họa. Bái kiến ân công mặt họa có chút kinh ngạc. Hắn chỉ biết, trong điện thờ của mình, lén lén lúc lúc cất giấu thứ gì đó, lại không nghĩ rằng, lại là một con cá nhỏ màu bạc. Hơn nữa, trên thân con cá nhỏ này, thần niệm tinh khiết, không có một chút xíu khí tức tà ma hồi tưởng lại tiền căn hậu quả, mặt họa liền hiểu rõ. Ngươi, là hà thần bị ta chém chết lúc trước, tiểu ngân ngư toàn thân rung lên, nhẹ giọng nói, hồi ân công, là không đúng, mặt họa nhíu nhíu mày, lão vu gọi ta ân công, là bởi vì ta cứu hắn, nhưng ta chém ngươi, ngươi sao cũng gọi ta là ân công, tiểu ngân ngư nhỏ giọng nói, ân công giết ta, nhưng cũng cứu ta, còn hạ thủ lưu tình, tha cho ta một cái mạng hạ thủ lưu tình, mặt họa ngẩn ra, lúc này mới nhớ lại lúc trước khi mình giấc hà thần tà hóa tìm kiếm tế đàn của nó quả thực phát hiện một con cá nhỏ màu máu lúc ấy hắn thuận tay muốn bóp chết là con cá nhỏ này liều mạng vung thân thể ném đi một thân huyết thủy dơ bẩn lộ ra thân thể màu trắng bạc mặt họa phát hiện trên người nó không có khí huyết dị thường cũng không có tà khí ô nhiễm lúc này mới có thiện niệm tha cho nó một mạng còn con cá nhỏ kia cũng biến thành một tia sáng bạc bơi đi không biết bơi đến đâu. Hóa ra là tiểu ngư lúc đó. Mặc họa giật mình, lại hỏi, ngươi rốt cuộc có lai lịch gì? Tiểu ngân ngư nhỏ giọng nói không giấu giếm ân công, ta vốn là hà bá của Yên Thủy Hà, bảo vệ một vùng đất, dựa vào hương khói của ngư tu để thờ cúng, kéo dài thần đạo. Sau đó có một ngày, một tà thần đáng sợ xâm lấn đạo tràng của ta, ô nhiễm thần niệm của ta, cuối cùng thậm chí tàn sát toàn bộ thôn cá, triệt để hủy diệt căn cơ thần đạo của ta, ta không có căn cơ chỉ có thể trở thành con rối của tà thần, năm này tháng nọ, từng chút. Một đọa hóa, chỉ còn sót lại một tia thanh minh này. Vốn một tia thần niệm, thanh minh, này, cũng sắp phai mờ, đúng vào lúc này, công tử chém giết tà thần, cũng chém đi thần thể ta sa đọa, còn thả ta rời đi, thậm chí điện thờ ta hôm nay ký thân, cũng là của công tử, cũng là ăn hương khói của công tử. Công tử đối với ta, thật có, ân tái tạo, tự nhiên là, ân nhân của ta. Mặt họa có chút ngây người. Hắn cũng không nghĩ tới, mình trong lúc vô tình, vậy mà làm nhiều chuyện tốt như vậy chém đi thần khu, bảo tồn một tia thần niệm mặt họa trong lòng rùng mình. Cái này giống như Hoàng Sơn Quân. Hoàng Sơn Quân lúc trước chính là sa đọa đi lên tà lộ, bị tiền bối thái hư môn lấy thần niệm hóa kiếm, chém đi thần khu cường đại, lưu lại một tia thần niệm tinh khiết, lúc này mới, trọng sinh, biến thành một sơn thần nghèo túng con cá bạc nhỏ này cũng như vậy chỉ có điều nó là bị hắn chém vậy bây giờ ngươi còn là thần sông không mặc họa hỏi tiểu ngân ngư gật đầu tiểu thần còn có một chút quyền hành của hà thần nhưng phần lớn thần thông còn có ký ức của thần minh đều bị đồng loạt chém đi bị chém đi mặc họa hơi giật mình lại hỏi vậy chuyện trước kia ngươi còn nhớ không thần minh thần thông còn có chuyện vị tà thần kia ô nhiễm ngươi Tiểu Ngân Ngư lắc đầu, sau khi bị chém, phần lớn đều không nhớ rõ. Được rồi mặt họa có chút tiếc nuối. Hắn vẫn rất muốn biết, quá trình tà thần đọa hóa, cùng với thần minh đến tục cùng như thế nào mới có thể tu ra thần thông. Nhất là thần thông huyết hải của Hà Thần, hắn có ấn tượng rất sâu. Hiện tại xem ra là không có cơ hội gì. Thần minh tuân đạo mà sinh. Xem ra đạo này vừa bao hàm một phần năng lực, cũng bao hàm một phần ký ức. Hai thứ hỗ trợ lẫn nhau, đã có sẵn từ khi sinh ra. Nhưng nếu bị chém, cũng sẽ cùng nhau đánh mất. Mạc Họa yên lặng suy tư nói. Tiểu Ngân Ngư bỗng nhiên lại có chút xấu hổ, thấp giọng nói: "Ân công thứ tội, tiểu thần trộm ăn, hương khói của Ân công không có việc gì, ngươi ăn đi." Mạc Họa Hào phóng nói. Dù sao chính hắn cũng không ăn được. Nhưng mà, ngươi đã nhận hương hỏa, nhận nhân quả thì phải bảo đảm cho một cái làng chài này bình an. Người tham lam không cần phải lo, chuyện không làm được cũng không cần miễn cưỡng, nhưng một số chuyện trong khả năng của mình, ngươi cũng đừng lười biếng. Còn nữa, tuyệt đối đừng lại đi vào tà lộ mặt họa dạng dò. Tiểu ngân ngư được mặt họa ân chuẩn, vui vẻ lắc lắc cái đuôi, liên tục gật đầu đa tạ ân công, tiểu thần nhất định ghi nhớ ân công dạy bảo, mặt họa gật đầu. Được rồi, ta cũng nên đi. Tiểu ngân ngư cung kính nói, ân công đi thông thả. Mặt họa lại nhìn điện thờ của tiểu tiên nhân, liền quay đầu rời đi. Tiểu ngân ngư thấy mặt họa đi rồi, liền lại im ắng trốn vào trong điện thờ, lúc ở sau lưng tượng tiểu tiên nhân uy phong lẫm lẫm, thanh thản ổn định ăn hương khói của mặt họa. Đại đa số thần minh, một khi lạc lối, thần đạo bị hủy, lập tức sẽ thân tử đạo tiêu. Nó có thể lưu lại một cái mạng, đã là may mắn của trời. Chớ nói chi là, sau khi lưu lại một cái tánh mạng, còn có thể có một cái điện thờ cư trú còn có thể ăn hương hỏa một lần nữa củng cố thần vị đây càng là ân tình lớn lao tiểu ngân ngư ăn hương hỏa lòng mang cảm kích mặt họa cũng không trì hoãn nữa ngồi xe ngựa trực tiếp về tới thái hư môn sau khi trở lại thái hư môn mặt họa liền truyền thư cho cố trường hoài cố thúc thúc quá giang long còn sống không một lát sau cố trường hoài trả lời còn sống mặt họa vậy mà còn sống cố trường hoài ngươi mong hắn chết sao không phải ta cho rằng hắn mang theo nhiều bí mật như vậy lại tiết lộ không ít tin tức nhất định sẽ bị người ta giết chết ở trong đạo ngục không ngờ mạng của hắn còn rất cứng mặc họa nói cố trường hoài ta đang nhìn chằm chằm lúc đáng chết sẽ chết ngươi nhìn chằm chằm cũng vô dụng mặc họa nhỏ giọng nói trong lòng nhưng hắn không nói ra nếu không nhất định sẽ bị chú cố lòng dạ hẹp hòi di thù cố trường hoài có chút cảnh giác sao đột nhiên lại hỏi chuyện của giang long Mặt họa trầm tư một lát, hỏi, cố thúc thúc, chuyện của Bách Hoa Cốc, người biết không, cố trường hoài, chuyện gì, mặt họa, chính là chuyện một sư tỷ tự sát. Cố trường hoài thở dài thật sâu. Đứa nhỏ này, chẳng lẽ là có thuận phong nghĩ? Làm sao chuyện gì hắn cũng có thể nghe ngóng được, cố trường hoài, ừm, một tiếng. Mặt họa có chút ngoài ý muốn, cố thúc thúc, người vậy mà biết rồi, cố trường hoài nhấn mạnh một chút, ta là đạo đình ti điển ti không phải bị tước đoạt hết rồi sao, cố trường hoài trì trệ, tức giận nói, bị tước đoạt, đó cũng là điển ti, mặt họa liền hỏi, vậy người đi bách hoa cốc điều tra rồi, không có, cố trường hoài nói. Bách hoa cốc không cho phép nam tử tiến vào, người đạo đình ti cũng không được. Mặt họa, vậy đạo đình ti sẽ không quản nữa sao, cố trường hoài, sẽ quản. Mặt họa không hiểu, không phải nói không cho phép nam tử tiến vào sao, cố trường hoài nhịn không được nói, có một khả năng hay không, đạo đình ti cũng có nữ điển ti, mặt họa chứng kinh, còn có nữ điển ti, ai vậy? cố trường hoài, từ bên ngoài điều tới, ngươi không biết, nói ngươi cũng không biết. a, à, mặt họa nhãn tình sáng lên, hỏi, vì sao lại đột nhiên từ bên ngoài điều nữ điển dừng lại? cố trường hoài không vui nói, loại chuyện này đừng hỏi, chuyện liên quan đến điều động nhân viên đạo đình ti, hỏi cũng sẽ không nói cho ngươi. được rồi, mặt họa thầm nói. Cố Trường Hoài nói, ngươi còn chưa nói, tại sao đột nhiên hỏi Giang Long tới? Có liên quan tới chuyện của Bách Hoa Cốc, ừm. Mặt họa đạo, sư tỷ của Bách Hoa Cốc tự sát, họ Diệp, là người của Diệp Gia ở thành Yên Thủy. Mà Diệp Gia ở Yên Thủy Thành, năm trước có một Diệp Công Tử bị giết chết. Người giết Diệp Công Tử, chính là Quá Giang Long. Mà ta hoài nghi, vị Diệp Công Tử bị giết này, còn có vị Diệp Sư tỷ Tự Sát kia, hẳn là có chút quan hệ. Ngay từ đầu cố trường hoài còn không quá để ý, nhưng càng nghe tiếp, thần sắc càng ngưng trọng. Hắn không ngờ, mặt họa đã tra rõ ràng quan hệ bên trong như vậy. Có năng lực này, tương lai đến đạo đình ti làm điển ti, cũng dư giả cho nên, ngươi muốn để ta đi thẩm vấn Giang Long một chút, hỏi hắn tại sao phải giết dịp công tử kia, thuận tiện lợi dụng bối cảnh của đạo đình ti, điều tra thêm dịp công tử này, còn có nữ đệ tử họ dịp tự sát trong bách hoa cốc kia, rốt cuộc có quan hệ gì, mặt họa gật đầu, khen ngợi, không hổ là cố thúc thúc quá thông minh nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha